Kính thưa quý vị quan khách, xin cảm ơn. Thưa các anh chị nghệ sĩ và tất cả thân hữu có mặt ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức đêm hoài niệm nhạc sĩ Quốc Dũng, chúng tôi MC Thúy Anh và Nguyễn Đức Cường xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, hơn 10 ngày qua, trên báo chí cũng như là các làn sóng truyền thông, các mạng xã hội, chúng ta đã ghi nhận được rất nhiều hình ảnh, những lời phân ưu và những tâm tình chia sẻ thật xúc động trước sự ra đi bất ngờ của nhạc sĩ Quốc Dũng. Và càng xúc động bao nhiêu, càng thương tiếc bao nhiêu, chúng ta càng nhìn lại và trân trọng những di sản tinh thần mà nhạc sĩ Quốc Dũng đã để lại cho cuộc đời, cho chúng ta. Đó không chỉ là những di sản về những tuyệt tác âm nhạc, mà còn là một lối sống chân thành, vị tha, khiêm tốn, luôn mở lòng với tha nhân. Những ai, kể cả anh, đều nhận thấy anh là một người sống cho nhiều người chung quanh. Cuộc đời của anh có hai ước mơ, một là dành cho âm nhạc và một là dành cho những kẻ khốn cùng. Và có thể nói trong tất cả những việc làm từ thiện anh làm trong suốt cuộc đời đều dưới danh nghĩa của một người vô danh. Vâng, thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay trong không khí thật là trang trọng, ấm cúng, trước hết cho phép Thúy Anh gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã dành cho Thúy Anh sự ưu ái để được làm MC trong buổi tưởng niệm nhạc sĩ Quốc Dũng. Thưa tất cả quý vị, Thúy Anh tin chắc rằng những người Việt Nam của chúng ta ở tại quê nhà hay ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới, chắc chắn trong cuộc đời, ít nhất cũng đã phải có những lần, đôi lần chúng ta được nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Quốc Dũng. Và các anh chị em nhạc công cũng như các anh chị em ca sĩ chắc chắn cũng đã có đôi lần nào đó hát dòng nhạc của nhạc sĩ Quốc Dũng. Hôm nay, trong khán phòng này và tất cả các quý vị đang theo dõi trực tuyến đêm tưởng niệm nhạc sĩ Quốc Dũng, tất cả chúng ta đến đây đều có cùng một mục đích là dâng một nén hương lòng đến với nhạc sĩ Quốc Dũng. Thưa tất cả quý vị, trước khi được bắt đầu, Thưa Anh xin phép được tóm gọn đôi dòng về nhạc sĩ Quốc Dũng. Vào ngày 15 tây tháng 6 năm 1951, tại Thái Lan, có một ngôi sao âm nhạc Việt Nam đã ra đời. Ngày đó, gia đình của nhạc sĩ Quốc Dũng ở Thái Lan. Và cho đến năm anh 3 tuổi thì gia đình trở về nước. Và đến 10 tuổi, anh được vào học trường quốc gia âm nhạc trong một chương trình về nhạc Tây Phương. Năng khiếu của nhạc sĩ Quốc Dũng đã thể hiện rất tuyệt vời, bởi vì 11 tuổi, anh đã bắt đầu viết những giai điệu nhạc thật đẹp. 16 tuổi, đỗ thủ khoa ở trường quốc gia âm nhạc. Và thưa quý vị, vào đầu năm 1930, nhạc sĩ Quốc Dũng đã là một trong những người đi đầu Việt hóa nhạc trẻ của Việt Nam thời bấy giờ. Và 1972, đôi song ca Quốc Dũng Thanh Mai đã ra đời và gửi đến chúng ta những khúc tình ca nhạc trẻ cho đến bây giờ, qua bao thập niên vẫn là những dấu ấn rất đẹp trong lòng của những người thưởng ngoạn. Nhạc sĩ Quốc Dũng rất tài hoa, anh còn là một diễn viên đóng vai chính trong bộ phim Trường Tôi vào năm 1973 do đạo diễn Lê Dân thực hiện. Và trong suốt quãng đời là một nhạc sĩ, anh đã viết hàng trăm ca khúc gồm những bài tình ca nhạc trẻ, gồm những bài tình ca quê hương tình tự. Và đặc biệt, anh còn là một nhạc sĩ hòa âm cho cả hàng ngàn những ca khúc của các ca sĩ. Anh còn là một người thu âm cho những tiếng hát ở khắp mọi nơi.
Thưa quý vị, ân tình đó và tài hoa đó thật xứng đáng để cho tất cả chúng ta ngưỡng mộ anh, vinh danh anh và tưởng niệm đến anh. Cảm ơn thưa anh đã có những chia sẻ rất là chân tình. Và thưa quý vị, không những thế, nhạc sĩ Quốc Dũng là người đầu tiên đưa tranh, bầu và sáo vào trong các hòa âm của mình. Anh là người đã tạo nên một trường phái, chúng tôi gọi đùa là tranh bầu sáo. Và Quốc Dũng thường nói, tranh bầu sáo là tình yêu của tôi. Và anh đã đặt tất cả những cái nhạc cụ dân tộc ấy vào một chỗ ngồi thật là xứng đáng. Hôm nay trong không khí tưởng niệm này, chúng tôi xin phép được thay mặt quý vị và các bạn, quý vị đang theo dõi livestream trên toàn thế giới, gửi đôi lời chia buồn đến danh ca Bảo Yến và hai cháu Khải Ca cũng như là Bảo Châu, và chị Hồ Thị Ngọc Thủy và hai cháu Quốc Thi và anh Thơ. Chúng ta đến đây để ngồi đây lắng lòng và đưa tiến nhạc sĩ Quốc Dũng về nơi mà anh đã đến với chúng ta. Dạ vâng, thưa với quý vị, và trước khi chương trình bắt đầu, ban tổ chức cũng xin hân hạnh trước hết là cảm ơn sự có mặt đông đủ của tất cả các quý vị ngày hôm nay và tất cả các quý vị trên toàn thế giới đang theo dõi trực tuyến buổi tưởng niệm hôm nay. Và một lời cảm ơn rất đặc biệt đến với hội quán The Bell đã dành cho chúng ta không gian ấm cúng trang trọng này để có thể tổ chức nghi lễ. Và cũng chân thành cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã giúp về phần kỹ thuật để có thể đưa đến chương trình livestream cho tất cả các quý vị trên toàn thế giới có thể thưởng thức và theo dõi chương trình này. Và bây giờ, thưa quý vị, chương trình tưởng niệm nhạc sĩ Quốc Dũng xin được bắt đầu. Quý vị nhìn qua bên phía tay trái sân khấu, quý vị sẽ thấy nhạc sĩ Quốc Dũng đang mỉm cười với chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ nghe lại những tuyệt tác của Quốc Dũng và một ca khúc mở đầu. Chúng tôi muốn nhắc đến một ca khúc mùa xuân. Quý vị biết là trong âm nhạc Việt Nam đó, chúng ta có nhiều ca khúc mùa xuân hay lắm. Nhưng mà bên cạnh đó thì điệp khúc mùa xuân, chắc thưa anh còn nhớ, là một cái ca khúc mà chúng ta luôn luôn được nghe. Và trong cái ca khúc này đó, không chỉ là chúng ta cảm nhận được cái sự chuyển mình, một cái vận hội mới của thời gian, mà chúng ta còn thấy được rằng niềm vui chúng ta đang ùa đến để xua tan phiền não của một năm vừa qua. Chúng tôi mời quý vị bắt đầu chúng ta nghe điệp khúc mùa xuân qua tiếng hát nữ ca sĩ Cam Thơ. Cam Thơ xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình và kính chào tất cả các cô chú, anh chị em, ca nghệ sĩ có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Xin kính chào. Cam Thơ hôm nay rất là hân hạnh được tham gia chương trình này. Và Cam Thơ cũng một lời xin lỗi đến quý vị khán giả là bởi vì Cam Thơ mới té, bị gãy tay cho nên phải băng bột. Cho nên là thông cảm, tại vì Cam Thơ nhận lời hát chương trình này trước khi mà mình bị té. Cho nên là mong tất cả quý vị thông cảm cho cái cánh tay của Cam Thơ. Dạ. Dạ, xin cảm ơn. Chiếu lung linh muôn hoa vàng, chiều tia nắng về trong ánh mùa sáng. Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, người em yêu thương cơn trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhớ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm nguồn vui. Tình xuân nơi xin làm gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân nơi sinh diệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió hãy cuốn từng lá rơi, và nắng hãy chiếu tình thầm tươi.
từ những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi dù hắn ta xây trong biển khơi. La 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 la. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chợt tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, người em yêu tình quân trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhà trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm buồn vui. Tình xuân ơi xin làm gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình giờ muôn hương. Gió hay cuốn từng lá rơi và nắng hay chiếu màu thắm tươi, thì những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi dù ta say trong biển khơi. Chiều lung linh muôn hoa vàng, chợt thì nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, người em yêu tình quân trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhà trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm nguồn vui. Tình xuân ơi xin lặng gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình giờ muôn hương. Này gió hay cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi, dù hồn ta say trong biển khơi. La 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 la. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhà trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm nguồn vui. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm nguồn vui. Dạ, em xin cảm ơn rất nhiều và em cũng luôn luôn nhớ đến anh nhạc sĩ Quốc Dũng, bởi vì anh Quốc Dũng là người sáng tác ra rất là nhiều bài hát hay mà em đã từng hát, và em hôm nay được hát cái đêm nhạc tưởng niệm anh, em rất là xúc động và em cầu chúc cho linh hồn của anh được sớm lên thiên đàng, và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin hẹn gặp lại. Xin cảm ơn. Cảm ơn ca sĩ Cam Thơ. Hôm nay Cam Thơ, thưa quý vị, tay bị đau. Và Cam Thơ cũng đã cố gắng để đến. Đây cũng là một điều rất là quý. Và thưa quý vị, trở lại với chương trình tưởng niệm ngày hôm nay. Thì nói về dòng nhạc của Việt Nam, thì chúng ta thấy là nhạc Vans trong cái thập niên 70 rất là hiếm, thưa quý vị. Có một bài Thu Vàng thì nhạc sĩ Cung Tín viết từ năm 1953. Rồi năm 1970, nhạc sĩ Phạm Duy viết ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị. Nhưng mà đến năm 1971, thì ca khúc Mai của nhạc sĩ Quốc Dũng ra đời. Và lúc đó, tất cả mọi người thích lắm với cái điệu nhạc trong sáng. Mặc dù tình cảm có hơi buồn một tí, nhưng mà nó rất là dễ thương. Và thưa quý vị, ca khúc Mai, nếu mà quý vị có theo dõi DVD Đường Xưa mà Trung tâm Thúy Nga thực hiện vào năm 2005, và khi mà nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên hỏi về sự tích ra đời của ca khúc Mai, thì nhạc sĩ Quốc Dũng nói là viết cho nhiều cô Mai, và
Nữ ca sĩ Thanh Mai là một người bạn rất là tương đắc trong phần song ca, cũng nói là bài Mai này là không phải viết cho Thanh Mai. Ẩn số về Mai. Cô Mai cũng là một ẩn số. Nhưng mà thưa với quý vị, nếu mà chúng ta, vậy thì chúng ta dẫu như thế nào đi nữa, quý vị chắc cũng đồng ý với Thúy Anh rằng dù Mai là một ẩn số, nhưng rất thú vị. Và ca khúc Mai ra mắt vào đầu thập niên 70, tức là 1971, đã gây được tiếng vang và là một huyền thoại trong âm nhạc của Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe lại ca khúc đó với điệu vals điệu đà qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Thưa quý vị. Vâng, lời đầu tiên Vân xin gửi lời chào đến ban tổ chức và quý khán giả đang xem có mặt trong ngày hôm nay, cũng như là khán giả xem qua livestream của Đài Việt Face. Thì trước khi hát thì con Vân cũng xin có vài lời chia sẻ về chú Quốc Dũng. Khi mà Vân đậu xe để bước vô trong này đó, thì Vân thật sự là cái khu đậu xe không có còn chỗ đậu nữa, thì Vân nói hôm nay khán giả thật sự là đã đến rất là sớm, có người nghe nói là đã 5 giờ là đã đến rồi. Và thì khi mà Vân nghe được điều đó thì Vân cảm thấy là rất là ấm lòng, và thấy một cái tình thương của mọi người dành cho chú Quốc Dũng rất là nhiều đó. Thì riêng Vân thì cũng thương chú lắm. Thì Vân gặp chú lúc đó là chú đã không có còn hoạt động nhiều, chú về nhà chú thu âm. Thì Mai Thiên Vân là một trong những ca sĩ mà được nằm trong cái list mà chú hay gọi về thu âm. Và lúc đó là chú Quốc Dũng trả lương cho Mai Thiên Vân. Đối với Mai Thiên Vân lúc đó là trả lương như vậy là cao đối với em. Nên là Vân xem chú giống như là một trong những người thầy, những người ân nhân của Vân. Bởi vì khi mà tới thu âm đó, thì chú cũng chỉ dạy Mai Thiên Vân rất là nhiều. Chú chỉ em phát âm nè, những cái chữ nào cho đúng. Và chú đặc biệt là những cái dấu ngã, dấu hỏi đó, thì chú chỉ Vân. Thì chú chỉ thì cái làm không được thì chú hơi khó chịu chút xíu. Nhưng mà sau đó về cố gắng từ từ cái mình nghiệm ra được. Thì sau này cái điều đó làm cho Mai Thiên Vân tiến bộ hơn rất nhiều trong cái vấn đề phát âm. Thì đó là những kỷ niệm. Và khi nghe chú qua đời thì Vân cảm thấy rất là buồn, và vẫn còn lưu lại những cái tin nhắn của Vân với chú qua Facebook. Thì đó là những kỷ niệm và con xin Vân xin chia sẻ ngày hôm nay. Và con cũng xin chia buồn đến gia đình cô Bảo Yến và hai em Khải Ca và Bảo Châu. Dạ. Thì cũng có duyên là Bảo Châu lại là học sinh lúc mà Mai Thiên Vân đi thực tập cấp 2 làm giáo viên ở trường Lê Quý Đôn, thì vô tình đi vào trong lớp học thì em Bảo Châu lại là học sinh của Mai Thiên Vân. Nên là Bảo Châu khi gặp cô Mai Thiên Vân thì rất là giật mình đó. Trời ơi, cái không có dám nói gì hết, nhưng mà cái chị này, cái cô này là tới nhà mình thu băng. Nhưng mà lúc đó thì thấy Mai Thiên Vân thì em rất là bất ngờ. Thì đó là những kỷ niệm có duyên với gia đình của chú. Thì sau đây Vân sẽ hát bài hát Mai. Lúc đầu Vân được giao bài khác, nhưng mà cách đây 3 ngày thì Vân đã được giao cái bài hát này. Chưa bao giờ em hát cái bài này. That's why phải cho em nhìn bài chút xíu nha quý vị. Và cuối cùng thì Vân nghĩ là chắc là chú Dũng muốn Vân hát bài này, tại vì Vân cũng có chữ Mai ở trong đó. Vậy là Mai Thiên Vân sẽ hát bài Mai nha quý vị nha. Dạ. Anh đã yêu em một ngày, một tình yêu quá không may. Mai, anh nhớ môi em mỉm cười, anh nhớ môi em ngọt lời, dù là yêu thương chưa nói. Mai, anh đã yêu em thật rồi, anh đã yêu em thật nhiều, một tình yêu quá cô liêu.
cho anh hẹn hò, nhưng đã cho anh đợi chờ để rồi không đến bao giờ. Chiều về nhạt nhòa trên khu phố mưa bay, lòng buồn thêm xót xa niềm cay. Lời hẹn hò đầu tiên em đã quên đi, con đường dòng vắng như biệt ly. Mai anh đã xa em thật rồi, anh đã xa em trọn đời, dù lòng thương nhớ không nguôi. Mai anh biết em trong một ngày, anh đã yêu em một ngày, cho sầu đau đến bao ngày. Đời mình còn dài trong năm tháng chua cay, còn tìm đâu thấy những ngày vui. Chuyện tình mình tựa như cơn gió trôi đi, riêng lòng anh xót xa biệt ly. Mai anh đã quên em một ngày, anh đã yêu em một ngày, một tình yêu quá không may. Mai anh nhớ môi em mỉm cười, anh nhớ môi em ngọt lời, dù lời yêu thương chưa nói. Mai anh đã yêu em thật rồi, anh đã yêu em thật nhiều, một tình yêu quá cô liêu. Mai em đã cho anh hẹn hò, nhưng đã cho anh đợi chờ để rồi không đến bao giờ. Chiều về nhạt nhòa trên khu phố mưa bay, lòng buồn thêm xót xa niềm cay. Lời hẹn hò đầu tiên em đã quên đi, con đường dòng vắng như biệt ly. Mai anh đã xa em thật rồi, anh sẽ xa em trọn đời, dù lòng thương nhớ không nguôi. Mai anh biết em trong một ngày, anh đã yêu trong một ngày, cho sầu đau đến bao ngày. Đời mình còn dài trong năm tháng chua cay, còn tìm đâu thấy những ngày vui. Chuyện tình mình tựa như cơn gió trôi đi, riêng lòng anh xót xa biệt ly. Đời mình còn dài trong năm tháng chua cay, còn tìm đâu thấy những ngày vui. Chuyện tình mình tựa như cơn gió trôi đi, riêng lòng anh xót xa biệt ly. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều, và một lần nữa vâng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả có mặt ở đây đã thương chú Quốc Dũng rất nhiều quý vị nha. Và xin cảm ơn rất nhiều. Thank you. Cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Mai Thiên Vân. Thưa với quý vị, để mà chúng ta có một cái buổi tưởng niệm ngày hôm nay, ban tổ chức đã rất là gấp gáp, mau lẹ và thật là tuyệt vời khi mà các anh trong ban nhạc đã nhận lời để đàn cho chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì anh Nguyễn Đức Cường và Thúy Anh xin phép được một vài phút ngắn để giới thiệu về ban nhạc. Em mời anh trước ạ. Vâng, phía sau Nguyễn Đức Cường, quý vị nhìn đây một gương mặt rất là duyên dáng và rất là nổi tiếng của chúng ta, nhạc sĩ Nguyễn Quang keyboard. Thank you, cảm ơn em. Và kế bên là một người dáng cầm violin Hoàng Công Luận. Và đây, 10 ngón tay vàng, Trung Nghĩa. Vâng thưa quý vị, và bên góc trái của Thư Anh, tay keyboard, nhạc sĩ Mai Chí Dũng. Và một người nhạc sĩ rất nổi tiếng, mà hôm nay anh lại khiêm nhường ngồi khuất phía sau. Thưa quý vị, nhạc sĩ Sĩ Dự trong phần bass. Và
một người nhạc sĩ về trống. Thưa anh, cũng lần đầu tiên gặp ngày hôm nay, rất hân hạnh. Đó là tay trống Thanh Tuấn. Vâng, Thanh Tiến ạ. Thanh Tiến ạ. Cảm ơn em. Dạ. Vâng, phải nói là mấy ngày qua thì phải nói chúng tôi cũng rất là trân trọng và cảm động sự đặc biệt của một nhóm anh em trong ban tổ chức. Một lát nữa chúng tôi sẽ mời quý vị đã lên để có đôi lời với chúng ta. Bây giờ mình trở lại âm nhạc nhé. Thưa quý vị, vào thập niên 1980, tức là cho đến cuối thập niên 1990, có một cái làn sóng nhạc rất là sôi động, chúng ta gọi là New Wave. Thì Quốc Dũng cũng đã có góp cái phần của mình vào một cái tiết tấu New Wave rất là sôi động. Và khi Quốc Dũng nói Cường ơi, bổ ích lời cho ca khúc này đi, thì lúc mình có nghe giai điệu thì thấy anh em rất là sôi động, rất là sôi nổi. Nhưng mà Cường mới nghĩ bây giờ mình để cho gần với người thưởng ngoạn Việt Nam thì mình đưa cái ca từ cố gắng làm sao cho nó có chất thơ. Vì thế ca từ Hoang Vắng Ra Đời. Và hôm nay xin mời quý vị cùng thưởng thức lại qua một tiếng hát rất là sôi nổi, rất là mạnh. Rất là trẻ trung. Rất là trẻ trung. Hoang Vắng Quốc Dũng và tiếng hát Lưu Việt Hùng. Xin mời quý vị thưởng thức. Xin cảm ơn anh chị. Lời đầu tiên cho phép Lưu Việt Hùng xin được kính gửi tới quý vị lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn anh Trung Nghĩa đã cho em có cái cơ hội được đóng góp tiếng hát của mình trong một chương trình thật ý nghĩa. Cảm ơn nhạc sĩ Quốc Dũng đã để lại cho đời thật nhiều những bản tình ca tuyệt vời. Và Hùng muốn cảm ơn cả chị Chi Di Phương Trinh nữa, bởi vì chị đã nhường bài hát này cho Lưu Việt Hùng hát ngày hôm nay. Cảm ơn chị thật nhiều. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức Hoang Vắng. Xin mời quý vị cùng vỗ tay chút xíu cho vui được không ạ? Đâu cho thấy bình minh trong nắng vàng, đàn chim tung cánh bay về nơi phiêu lãng. Để đâu cho thấy chiều nào ai lơ đãng, và anh vẫn quăng ngắm mây ta. Làm sao quên những lần em vang tiếng cười và tung tăng đón bao niềm vui đang tới. Làm sao quên những hẹn hò trong nắng mây và trong đêm sao sáng quanh trời. Lúc em đến tình nồng ấm cũng xóa trong anh những ngày mịt mùng. Lúc em đến mộng đời rớt xanh, trời ngàn sao lấp lánh. Lúc ta nói ngàn lời yêu nhau, sẽ bên nhau dài mãi sau. Có ai biết một lần sẽ đến, tình rời chốn bình yên. Từ em xa vắng, đời mênh mông tiếng buồn. Là cơn nắng say từng cơn gió cuốn. Từ em đi mãi là hoàng hôn tan vỡ. Lòng anh đâu câu hát đơn sơ. Từ em theo mãi đường mây xa tít mù. Lòng anh hiu hắt đong đầy cơn mưa lũ. Thầm mong em đến một lần thôi thương nhớ. Và đêm thôi ngơ ngác mong chờ. Ooh.
lúc em đến tình nồng ấm cung, xóa trong anh những ngày mịt mùng. Lúc em đến mộng đời rất say, trời ngàn sao lấp lánh. Lúc ta nói ngàn lời yêu nhớ, sẽ bên nhau dài mãi sau. Có ai biết một lần sẽ đến tình rời chốn bình yên. Ừ, em xa vắng đời mình mong tiếng buồn, buồn loang cơn nắng say từng cơn gió cuốn. Từ em đi mãi là hoàng hôn tan về, lòng anh đâu câu hát đơn sơ. Từ em theo mãi đường mây xa tiết mùa, lòng anh hiu hắt đong đầy cơn mưa lũ. Thầm mong em đến một lần thôi thương nhớ, và đêm thôi ngơ ngác mong chờ, và đêm thôi ngơ ngác mong chờ, và đêm thôi ngơ ngác mong chờ. Cảm ơn thật nhiều. Dạ, xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui. Xin cảm ơn thật nhiều. Cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Lưu Việt Hùng. Và thưa quý vị, là chắc chắn là buổi tối hôm nay, linh hồn của nhạc sĩ Quốc Dũng đang ở đâu đây với chúng ta? Nhạc sĩ Quốc Dũng chắc là sẽ hài lòng khi mà có những ca khúc viết rất là tình tự trong một tâm trạng buồn, nhưng anh cũng sẽ vui khi mà thấy có những bài nhạc trẻ được trình diễn một cách sôi nổi. Và thưa anh, cũng mong rằng anh cũng vui với chiếc áo dài xanh này mà anh Nguyễn Đức Cường đã chọn cho thưa anh, và bảo thôi em đừng mặc áo đen, mặc áo màu xanh cho nó sáng một tí, bởi vì hôm nay là buổi tưởng niệm. Thưa với quý vị, và đó là lý do tại sao mà Thu Anh không mặc áo màu đen, để mặc một cái áo màu xanh dương động, để đừng có quá bi thảm và đứng trên sân khấu trình với tất cả quý vị. Thưa với lại quý vị ở khắp mọi nơi trên thế giới đang theo dõi chương trình và quý vị đang có mặt ngày hôm nay, nhạc sĩ Quốc Dũng của chúng ta, ngoài những bài anh sáng tác, anh viết lời, anh còn bén duyên với những nhà thơ. Nhà thơ Nguyễn Đức Cường chúng ta nghe rất nhiều. Anh chính là người làm MC hôm nay với Thư Anh. Nhưng mà có một nhà thơ khác, nhạc sĩ Quốc Dũng cũng đã phổ tới 4 bài. Đó là thi sĩ Xuân Kỳ. Vào năm 1992, một buổi chiều nhạt nắng, thi sĩ Xuân Kỳ mang tập thơ đến và có nhờ nhạc sĩ Quốc Dũng phổ nhạc một vài bài. Nhạc sĩ Quốc Dũng đã chọn được một vài bài như Ngại Ngùng, Thương Thầm, Kẻ Đau Tình. Nhưng ba ca khúc đó không nổi tiếng bằng một ca khúc viết về một mối tình tay ba. Những cái trăn trở của tay ba trong tình yêu nó khốn khổ như thế nào. Và cho đến một ngày nào đó thì cái người thứ ba đó phải biết điều và dừng lại, để rồi nhìn hai người yêu nhau thật sự bước đi trên quãng đường tình yêu. Thưa quý vị, Thu Anh muốn nói đến ca khúc Chuyện Ba Người. Hôm nay sẽ gửi đến quý vị qua tiếng hát của TV Chi Bảo, Phương Hồng Quế. Phương Hồng Quế xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả có mặt nơi đây, cũng như quý vị khán thính giả có mặt khắp nơi
đang theo dõi chương trình livestream của Đài Việt Face Trung tâm Thúy Nga. Phương Quế cảm ơn quý vị đã đến đây ngày hôm nay để cùng anh chị em nghệ sĩ chúng tôi tưởng niệm nhạc sĩ Quốc Dũng. Nhạc sĩ Quốc Dũng là một người bạn từ lúc Phương Quế với Dũng còn ở trong Ban Việt Nhi của nhạc sĩ Nguyễn Đức. Mỗi lần chủ nhật mà đi thâu đài thì Dũng mang đàn mandolin đến để đàn. Lúc đó thì chúng tôi khoảng chừng mười mấy tuổi thôi. Và sau thời gian đó thì ra đời, rồi những lúc sau này thì Quốc Dũng có phòng thu một cái máy nhỏ xíu thôi, đó rất là thô sơ. Thì Dũng cũng kêu Phương Quế tới để thâu những bài mà Dũng mới sáng tác. Và có một cái kỷ niệm mà Quế vẫn giữ mãi đến bây giờ là năm 2005. Quốc Dũng đến Cali, Hoa Kỳ, ở tại nhà nhạc sĩ Nhật Ngân. Thì Dũng có nói là Dũng ở đây thời gian dài, cho nên là Quế muốn làm hòa âm gì thì nói với Dũng. Dũng sẽ làm cho Quế một cuốn CD. Thì lúc đó Quế mới chọn những bài hát về lính với chủ đề là CD là tựa đề Lính Xa Nhà. Và những bài hát đó Phương Quế muốn cho nó lạ. Một cái CD thường là 10 bài thôi, nhưng mà mình muốn làm mấy chục bài. Tức là tất cả các binh chủng mình đều gom vào cái cuốn đó. Thì Dũng rất là khổ cực để làm, mà anh vẫn vui vẻ để làm. Tức là những cái liên khúc từ đoạn và cái tiết tấu nó đổi rất là khó khăn, mà Dũng đã hết lòng thực hiện cho Phương Quế cuốn CD đó trước khi anh trở về Việt Nam. Sau đó chúng tôi vẫn thỉnh thoảng Quế về Việt Nam vẫn gặp anh Dũng. Và hôm nay thì đến đây để chia tay anh, tạm biệt anh, là bởi vì chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở một nơi mà bạn đi sớm quá, bạn bỏ tôi đi sớm quá. Nhưng mà biết đâu bạn đến một cái nơi nào đó rất là bình an, và tôi còn ở lại cuộc sống rất là nhiều va chạm khó khăn của cuộc đời còn lại. Mong bạn ra đi bình an. Và Phương Quế cũng xin gửi lời chia buồn đến ca sĩ Bảo Yến và gia đình. Thưa bạn ơi, bạn bình yên nhé. À, bây giờ thì Phương Quế rung. Bây giờ là mời quý vị nghe một ca khúc mà Phương Quế hay giỡn với Quốc Dũng, bài hát Chuyện Ba Người. Nhưng mà ông đặt cái bài này đó, Chuyện Ba Người, mà hát một hồi tôi đếm tới 18 người lần ông ơi. Thành ra hai người, nghĩa là hai đứa nói chuyện cứ cười hoài mỗi lần hát. Bây giờ mỗi lần mình đi hát bài này á, thì Quế cũng giỡn với anh chị em nghệ sĩ đó, một người đi với một người, rồi một người lặng lẽ là hết ba người rồi, hai người chẳng biết làm sao thành năm người rồi, hát tới chót tới 18 người luôn. Nó thành đây là cái mà, cái vui mà Phương Quế với Quốc Dũng hay giỡn với nhau. Dạ, thì bây giờ Phương Quế xin hát lại bài này để gửi tặng cho Quốc Dũng, người bạn mà Phương Quế rất là yêu mến. Mời quý vị cùng nghe sau đây. Thank you.
lòng mình nao nao. Ba người chẳng biết làm sao khi không có kẻ thật lâu đứng buồn. Bởi lòng đã chót nặng thương, thôi ta đứng lại nhường đường em qua. Người đi vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Dù sao cũng mối duyên đầu, dù sao em cũng qua cầu lá sông. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Nhà em một bức tường thơ, chiều nay nhớ quá, thẫn thờ bước qua. Để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi xót một hơi thở. Chót nặng thương, thôi ta đứng lại nhường đường em qua. Người đi vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Dù sao cũng mối duyên đầu, dù sao em cũng qua cầu lá. Lẽ nào làm ngơ. Nhà em một bức tường thơ, chiều nay nhớ quá, thẫn thờ bước qua. Để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi xót một hơi thở buồn. Để nghe được cảm ơn Phương Hồng Quế rất nhiều. Thưa quý vị, để chúng ta có một cái buổi hoài niệm ấm áp như thế này thì phải nói là cách đây khoảng một tuần thôi, chúng tôi nhận được cú phone của một nhạc sĩ Trung Nghĩa và có gợi ý. Nhưng mà thực sự thì cái người có một cái người gọi là thân hữu của tất cả các nhạc sĩ hầu như là như vậy. Anh ở một nơi rất xa, ở tiểu bang Colorado, Denver, và anh là cái người đầu tiên gọi cho Trung Nghĩa và đề nghị một cái buổi các nghệ sĩ ngồi với nhau và mời quý vị đến tham dự để chúng ta cùng tưởng niệm đến Quốc Dũng. Thì chúng tôi lập tức lao vào công việc và phải nói là rất thương các bạn nghệ sĩ, các ca nhạc sĩ ngày hôm nay cũng rất là bận rộn và đến đây cùng với chúng ta trong một thời gian rất là gấp gáp và gạt lại rất nhiều công việc riêng tư của mình. Để bây giờ lúc mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ giới thiệu anh lên để có đôi lời cảm niệm. Chúng tôi xin trân trọng mời Lê Tuấn Denver, và có lẽ bạn sẽ đứng cạnh cái hình của Quốc Dũng cho nó ấm áp. Kính thưa anh Cường, cảm ơn Cường. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta hoài niệm một nhạc sĩ tài hoa vừa ra đi, nhạc sĩ Quốc Dũng.
một nhạc sĩ đã để lại cho đời nhiều tác phẩm bất hủ. Một nhạc sĩ mà tài năng hòa âm của anh trở thành kinh điển, rất nhiều người học hỏi. Mấy hôm nay đọc trên mạng nói rằng anh đã hòa âm đến 5.000 bài nhạc, thật là đáng kính nể. Anh là một rất ít nhạc sĩ đa tài trước năm 75 còn lại, và nay anh đã ra đi. Sự ra đi của anh quá âm thầm và lặng lẽ, và chúng ta hôm nay có mặt nơi đây để nói với anh rằng anh có thể ra đi một cách lặng lẽ như vậy. Và từ cái ý tưởng đó, anh em chúng tôi đứng ra làm đêm hoài niệm về anh, không ngoài mục đích nhớ về anh, nghiêng mình trước sự ra đi của anh. Và cũng không quên cảm ơn các anh chị, em nghệ sĩ đã có mặt đêm nay, người hát, người tâm tình, như một nén nhang lòng hướng nghĩ về anh. Cầu xin anh ra đi thanh thản, như tính cách con người anh, nhẹ nhàng và hiền từ. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn anh Lê Quang. Chúc anh lúc nào cũng dồi dào sức khỏe. Thưa quý vị, có một cái tình khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc Dũng, và cái hoàn cảnh để làm nên ca khúc này đã được ghi lại trong cái trang web Wiki Thúy Nga Paris by Night như sau. Nhạc sĩ Quốc Dũng có một đôi học trò, là đôi vợ chồng sắp cưới, đến để học về âm nhạc. Sau một thời gian học với thầy, thì người con gái sinh lòng cảm mến và có ý định là muốn tử hôn. Tất nhiên là cuối cùng rồi thì nhạc sĩ Quốc Dũng cũng như là người con gái ấy đã tìm cho mình một lối thoát. Và cái tâm trạng day dứt buồn phiền đã được ghi lại trong ca khúc sau đây mà chúng ta sẽ cùng nghe. Nỗi đau ngọt ngào với tiếng hát của nam ca sĩ Hoàng Tuấn, Hoàng Sơn, thưa quý vị. Xin mời Hoàng Sơn. Xin cảm ơn anh Cường. Xin cảm ơn Cường. Xin cảm ơn anh Trương Nghĩa. Rất là hạnh phúc hôm nay đến dự một cái ngày tưởng niệm của anh Quốc Dũng. Cho anh Sơn xin phép một vài giây để nói lên một người con gái lớn của anh Quốc Dũng là Nguyễn Anh Thư, và một người con trai là Nguyễn Quốc Thi. Xin thay mặt của hai người con gái lớn và Quốc Thi, xin cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đây đến tham dự ngày tưởng niệm của người cha của anh Thư và Quốc Thi. Thư ấy, anh có đôi lời để gửi lời cảm ơn tất cả các cô chú đây rồi. Hôm nay Hoàng Sơn xin cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã đến tham dự. Và Hoàng Sơn xin gửi đến quý vị một bài hát của nhạc sĩ Quốc Dũng. Bài hát mang tên Trái Tim Tội Lỗi. Mộng về những tháng năm xưa, khi ta quen nhau lúc đêm, những buồn vui quá rất mong. Nào ngờ bao tôi yêu đương lên sâu vào trong đáy hồn, muốn rời xa ôi đã muộn. Dù mình quyết tâm sẽ không bao giờ yêu, cho trái tim bớt dày xéo, mà lòng vẫn mãi yêu em
yêu em hơn muôn lúc nào. Dẫu tình yêu mang tuổi đôi, anh muốn chìm vào mộng tôi để không còn nhìn thấy mặt nhau. Anh muốn làm người nghệ sĩ cho tâm hồn được sống bình yên, mà tình vẫn mãi không tha. Số ta dặn trong cõi buồn với sầu đông dặn đầy kín. Xưa khi ta quen nhau lúc đầu, những buồn vui quá rất mau. Nào ngờ bao tôi yêu đương lên sâu vào trong đáy hồn, muốn rời xa ôi đã muộn. Dù mình quyết tâm sẽ không bao giờ yêu, cho trái tim bớt dày xéo, mà lòng vẫn mãi yêu em. Yêu em hơn muôn lúc nào, dẫu tình yêu mang tuổi lỗi. Bọc tôi để không còn nhìn thấy mặt nhau. Anh muốn làm người mất chi cho tâm hồn được sống bình yên, mà tình vẫn mãi không tha. Số ta dám trong cõi buồn với sầu đau răng đầy kín. Anh muốn chìm vào mộng tôi để không còn nhìn thấy mặt nhau. Anh muốn làm mất chi cho tâm hồn được sống bình yên, mà tình vẫn mãi không tha. Số ta dặn trong cõi buồn với sầu đau răng đầy kín. Vâng thưa quý vị, trái tim tội lỗi Hoàng Sơn đã diễn tả thật là đúng. Mình nghe nó có một cái gì đó rất là dây dứt, dây dứt và đầy hối lỗi phẩm thưa quý vị. Và nói về dòng nhạc Mùa Xuân của nhạc sĩ Quốc Dũng, thì trước năm 1975, với bài đầu tiên là Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa, rồi sau đó là Điệp Khúc Mùa Xuân. Và sau năm 1975, thì thưa với quý vị, trong một cái sự nuối tiếc đến những mùa xuân xưa, nhạc sĩ Quốc Dũng đã viết Xuân Xa Vắng.
hay còn có một cái tên khác là Xuân Thương Nhớ. Ba bài nhạc Xuân, mỗi bài mỗi vẻ, nhưng phải đến bài ca Tết cho em mới thật sự là mùa xuân lan tỏa trong trái tim của nhạc sĩ Quốc Dũng. Đó là vào năm 1982, đánh dấu cuộc tình của nhạc sĩ Quốc Dũng với người bạn đời, nữ danh ca Bảo Yến. Thưa quý vị, chúng ta hãy nghe lại bài ca Tết cho em, thật nhiều những ý nghĩa, thật nhiều thi vị qua hai tiếng hát trẻ trung ngày hôm nay, Băng Nhi và Đồng Thanh Tâm. Đồng Thanh Tâm và Băng Nhi, trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Đồng Thanh Tâm rất là cảm ơn anh Trung Nghĩa đã cho Đồng Thanh Tâm và Băng Nhi có cơ hội để mà đến với đêm tưởng niệm nhạc của nhạc sĩ Quốc Dũng ngày hôm nay. Với Đồng Thanh Tâm là một thế hệ sau và chưa có được nhiều may mắn gặp gỡ được nhạc sĩ Quốc Dũng như là các đàn anh, đàn chị đi trước. Nhưng mà trong cái những tác phẩm của nhạc sĩ Quốc Dũng thì Đồng Thanh Tâm có hát một ca khúc, đó là ca khúc Ngại Ngùng. Và Tâm rất là yêu mến ca khúc đó và Tâm có quay MV rất là chỉnh chu. Không biết mỗi lần mà Tâm hát ca khúc đó lên thì được rất là nhiều mọi người yêu mến, là tại vì tuổi thơ chúng ta ai lớn lên cũng có một cái tình yêu dạt dào. Và nhiều khi chúng ta ngại ngùng, chúng ta không dám nói với nhau, để khi rồi khi về bên ấy buồn, ta vẫn còn buồn. Đó là ca khúc Ngại Ngùng mà Đồng Thanh Tâm đã trình bày cách đây khoảng 7 năm về trước. Và giờ đây ngay trên sân khấu này, trong đêm tưởng niệm nhạc sĩ Quốc Dũng, Đồng Thanh Tâm và Băng Nhi mời quý vị thay đổi không khí tí xíu. Chúng ta cùng lắng nghe một tác phẩm rất là tiêu biểu của nhạc sĩ Quốc Dũng. Bài hát được mang tên Bài Ca Tết Cho Em. Nay anh không thèm kẹo mực vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có em đem lại mong đời tô thêm vào lòng chán chứa mọi nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết nay anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết nay anh cũng chẳng chơi hoa vì mỗi em cười như chưa cả vườn xuân. Tết này anh không thèm kẹo mực vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có em đem lại mong đời tô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em ngọc ngà. Tết nay anh cũng chẳng chơi hoa vì mỗi em cười như chưa cả vườn xuân.
Tết này anh không thèm kẹo mực, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này anh không thèm đi chơi, xin ê hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có em đem lại mộng đời tô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa, vì mỗi em cười như chưa cả vườn xuân. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa, vì mỗi em cười như chưa cả vườn. Xin cảm ơn tất cả quý vị ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và một lần nữa, Đồng Nai Tâm cảm ơn quý vị đã đến đây. Một cái tình yêu, tình cảm rất là sâu đậm cho nhạc sĩ Quốc Dũng. Và riêng bản thân Đồng Nai Tâm và Băng Di là một thế hệ sau. Và chỉ nguyện mong rằng Đồng Nai Tâm và Băng Di sẽ cố gắng hát thật nhiều những ca khúc của nhạc sĩ Quốc Dũng đi vào lòng của khán giả. Và hy vọng là những tác phẩm của anh sẽ sống mãi với thời gian, sống mãi trong lòng những người hâm mộ một người nhạc sĩ tài hoa, đó là nhạc sĩ Quốc Dũng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn hai em. Thưa quý vị và các bạn, qua những tiết mục vừa rồi chúng ta thấy là âm nhạc của Quốc Dũng rất là đa dạng. Có thể nói là cái sự nghiệp âm nhạc của anh là một cái hành trình nó không giới hạn về cảm xúc, cho nên đôi khi nó chạm vào những cái chuyện trái ngang và bi kịch. Chuyện tình trong ca khúc này chúng ta không biết là có thật hay không, nhưng qua đó chúng ta thấy là cảm xúc của Quốc Dũng đã len lỏi vào những cái chỗ được và không được của đời sống. Mời quý vị nghe một tiếng hát rất hay qua một cái tác phẩm rất nồng nàn và rất dây dứt của nhạc sĩ Quốc Dũng, Cõi Mộng, và tiếng hát nam ca sĩ Nguyên Khang. Nguyên Khang xin chào tất cả quý vị. Đã bao lần anh giấu lòng, gói riêng mình trong cõi mộng. Ngày dài buồn tây, đường về lẻ bóng, thấy em một thoáng hư không. Biết em còn mơ ước nhiều, với anh giờ như bóng chiều. Một chào bình minh, một dần sụp tối, nỗi đau lặng nhìn mà thôi. Vẫn thấy bóng dáng em từng đêm trong niềm mơ, khi say cùng đàn thân thờ. Vẫn tiếng hát thiết tha trong cơn mộng yêu đương.
Có bao giờ em thấy buồn, mắt sâu chìm trong đáy hồ, một người nhìn em dạt dào thầm kín, vẫn chưa lần đến bên em. Nắng đêm rọi trên má hồng, có gây một giây ấm lòng, hồn còn chờ ai hòa nhịp tình ấy giữa khung trời mộng nhạt phai. Biết em còn mơ ước nhiều, với anh giờ như bóng chiều, một chào bình minh, một dần sụp tối, nỗi đau lặng nhìn mà thôi. Sâu chìm trong đáy hồ, một người nhìn em dạt dào thầm kín, vẫn chưa lần đến bên em. Nắng đêm rọi trên má hầu, có gây một giây ấm lòng, hồn còn chờ ai hòa nhịp tình ấy giữa khung trời mộng nhạt phai. Hồn còn chờ ai hòa nhịp tình ấy giữa khung trời mộng. Vương Huy rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã đến đây buổi tối ngày hôm nay để tưởng niệm đến một người anh. Thú thật với quý vị, Khang rất thích dòng nhạc của anh, và cái bài hát vừa rồi là Khang hay đi hát. Và Khang trong bất cứ show nào Khang cũng hay đùa là xin mời quý vị ra sàn nhảy với điệu rumba. Nhưng mà ngày hôm nay Khang không thể nói được. Khang được gặp anh Dũng hai lần, một lần ở Việt Nam và một lần tại Hoa Kỳ. Cái điều mà Khang nhớ nhất của anh là một người rất hay cười và rất là ít nói, quý vị. Nhưng mà cái quan trọng mà Khang rất ghen tị với anh là một người rất cao ráo và đẹp trai. Cảm ơn quý vị đến đây buổi tối ngày hôm nay. Thank you. Thank you. Cảm ơn ban nhạc. Cảm ơn tiếng hát Nguyễn Khang đã gửi đến chúng ta một cái tình khúc rất là dai dứt của nhạc sĩ Quốc Dũng. Thưa quý vị, đến bây giờ thì Nguyễn Đức Cường thấy là Cường phải mời một người này. Anh là một nhạc sĩ rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ và cũng là một người em rất là thân thiết với nhạc sĩ Quốc Dũng. Anh sẽ lên đây để chia sẻ một vài cái cảm niệm với chúng ta. Thưa quý vị, hãy cùng chúng tôi chào đón nhạc sĩ Trúc Hồng. Xin chào quý vị yêu nhạc. Trúc Hồ có mặt đêm nay bởi vì muốn chia sẻ và điều về anh Quốc Dũng. Quốc Dũng là một người thế hệ trước đàn anh. Khi mà
Trúc Hồ còn nhỏ, nhà Trúc Hồ là lớp nhạc Trúc Giang, thì hầu như tất cả ban nhạc đều đến đó tập nhạc. Năm đó anh Quốc Dũng hay tới với thầy Bảo Trắng, với lại một người nhạc sĩ chơi guitar là anh Tài, và nhạc sĩ chơi trống là Mạnh Tuấn, những người nhạc sĩ giỏi nhất của miền Nam mình. Ở anh Quốc Dũng, Trúc Hồ học rất nhiều. Đến ngày hôm nay, mấy tháng trước, anh em làm cùng nghề với nhau, những nhạc sĩ Hòa Âm sáng tác, có một cái group text từ thế hệ trước của Trúc Hồ, như là thầy Bảo Trắng, anh Quốc Dũng, tới Hồ, tới nhạc sĩ Kim Tuấn và những người sau đó. Thì anh Quốc Dũng có chia sẻ với Trúc Hồ: Hồ, thầy Bảo Trắng, thầy may mắn, thầy có mấy đứa học trò bây giờ là đều nhạc sĩ Hòa Âm giỏi. Lúc đó Trúc Hồ không có trả lời cái gì hết. Cho tới ngày Trúc Hồ nhận được tin ảnh ra đi, Trúc Hồ mới nhớ lại. Thật sự, trong lòng Trúc Hồ đã coi anh Quốc Dũng là thầy của mình từ lâu lắm. Khi còn nhỏ, Trúc Hồ đã mê ảnh Hòa Âm bài Điệp Khúc Mùa Xuân, nghe cái chỗ đòn trống tắc 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 tắc. Cái đó, thời đó văn minh vô cùng, kính thưa quý vị. Tự nhiên mình thấy một người nhạc sĩ Hòa Âm văn minh như vậy, mình nghiên cứu, mình học hỏi. Và cách anh Quốc Dũng chơi guitar thì có lẽ là không có người thứ hai. Cái chiêu này Trúc Hồ cũng học từ anh Quốc Dũng, là chơi guitar như mình chơi nhúng theo đường bầu. Ha? Guitar thì những người guitar chơi thì hay luyến lên, tê tê, không, cái đó là thường rồi. Anh nhúng xuống như là đường bầu vậy đó. Và sau này Trúc Hồ không ngờ là nhạc sẩm mà Trúc Hồ mê nhất, có thể nói là cái giai điệu tuyệt vời nhất trong lịch sử của âm nhạc Việt Nam, anh Quốc Dũng, anh sáng tác khi anh mới có 16 tuổi. Thật là kinh khủng. Vì mình xa nhau nên em không biết xương về đấy thôi. Giai điệu tuyệt vời. Có thể vài trăm nữa đó, giai điệu cũng vẫn còn tồn tại với những người yêu nhạc. Năm 16 tuổi, Trúc Hồ được làm chung với anh Quốc Dũng trong đoàn Tuổi Trẻ. Trúc Hồ làm có 2 tuần rồi Trúc Hồ đi vượt biên. Đoàn Tuổi Trẻ, anh Quốc Dũng chơi guitar, lâu lâu có anh Trần Thiện Thanh tới hát, làm việc với ổng. Người anh Quốc Dũng là một người điềm đạm, tâm của một người biết yêu cái đẹp. Khi anh Quốc Dũng qua đây vài lần đều tới thăm Trúc Hồ, Trúc Hồ xin muốn nói với mọi người rằng đây là một người thầy của Trúc Hồ, một người Trúc Hồ chịu ảnh hưởng rất nhiều, từ chơi đàn guitar cho tới Hòa Âm cho tới sáng tác. Ngày hôm nay anh đã ra đi, nhưng Trúc Hồ biết chắc là mỗi độ xuân về, nhà nhà đều nghe nhạc của anh Quốc Dũng. Em xin cảm ơn anh. Cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ đã có những chia sẻ rất cảm động với chúng ta. Thưa quý vị, trong sự nghiệp sáng tác của Quốc Dũng thì chúng tôi muốn nhắc tới một ca khúc mà trước đó đã là một trong 300 ca khúc lọt vào vòng bán kết và được chọn trên 6.000 ca khúc để vào vòng bán kết, là có 300 ca khúc trong cái cuộc thi các quốc gia thuộc Hiệp hội Liên Hiệp Anh. Và năm 2014 thì nữ ca sĩ Fatima đã chuyển thành Anh ngữ với cái tên là Holding Me.
Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lại một tình khúc rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương của Quốc Dũng. Thưa quý vị, Biển Mộng với tiếng hát Fatima. Fatima xin kính chào quý vị. Hôm nay Fatima rất là vui là thấy là rất là đông người tới đây để ai cũng thương chị Dũng hết, nhưng mà buồn một cái là không ổn, không có chị Dũng ở đây. Fatima xin mời quý vị nghe một bài hát này tên là Biển Mộng. Cái bài này là con mượn của lại của mẹ của Fatima là ca sĩ Thanh Mai. Hồi nhỏ là Fatima thương nhất là bài này. Mà con cái là Fatima hát tiếng Việt không có rành, sau lúc mà Fatima gặp chú Dũng lần đầu tiên á, thì Fatima có xin chú Dũng là chú Dũng con mê cái bài này mà con hát tiếng Việt ngọng lắm. So, cho con xin viết lời Anh cho bài này được không? Thì chú Dũng cho Fatima phép để viết lời tiếng Anh. Fatima đặt là Holding Me. Fatima xin mời quý vị nghe bài hát này. Thank you.
cảm ơn quý vị thật là nhiều. Và Fatima cũng xin chia buồn với cô Thủy, chị Anh Thư, Quốc Thi và of course cô Bảo Yến, Khải Ca và Bảo Châu. Fatima nhớ gia đình rất là nhiều. Fatima mới nói chuyện với Bảo Châu hôm qua thì Bảo Châu có như là cũng muốn là cảm ơn hết mấy người nào đã như là chia sẻ, đã thương gia đình của Bảo Ca, cũng xin lỗi Khải Ca và Bảo Châu. Hopefully Fatima cũng hopefully một cái thời gian gần đây là Fatima cũng muốn là nếu mà được Khải Ca và Bảo Châu qua đây, tại vì con của chú Dũng cũng rất là có tài. Fatima muốn là hopefully hai em sẽ qua Mỹ rồi sẽ trình diễn cho các cô chú ở đây. Ok, Fatima xin cảm ơn quý vị và Fatima xin chúc quý vị một đêm thật là vui. Cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Fatima. Và thưa tất cả quý vị, trong khán phòng của chúng ta cũng vẫn có tràn đầy những cảm xúc về buổi tưởng niệm hôm nay đến với nhạc sĩ Quốc Dũng. Thưa quý vị, trong dòng âm nhạc của Việt Nam, chúng ta đã từng thưởng thức Khối Tình Chương Chi của nhạc sĩ Phạm Duy, hay là Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, rồi Anh Không Chết Đâu Anh của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, vân vân. Và những bài hát đó lồng vào một câu chuyện tình, và người khuất bóng có một sự nhung nhớ đến kẻ trần gian. Thưa quý vị, vào năm 1996, tại Sài Gòn có một việc rất chấn động khi tài tử Lê Công Anh Tuấn, Lê Công Tuấn Anh, thưa quý vị, anh là một người rất là trẻ và lúc đó là đang tràn đầy nghị lực và đầy những cái thành công, thì bỗng dưng anh tự vẫn. Việc tự vẫn của anh đã làm xôn xao dư luận tại Sài Gòn lúc đó. Và một số những người yêu thích Lê Công Tuấn Anh là rất là trách cứ những người tình của anh, và đã có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ. Nhạc sĩ Quốc Dũng, nhà anh gần với lại chùa Xá Lợi, và lúc đó anh chứng kiến những sự phẫn nộ đó và anh cảm thấy thương xót cho người đã ra đi. Với những cảm xúc, nhạc sĩ Quốc Dũng viết một bài hát như để làm lắng xuống những người đang rất là tức giận. Thưa quý vị, và thế rồi ca khúc Người Về Từ Lòng Đất ra đời. Ca khúc nghe như là một câu chuyện liêu trai chí dị. Người ra đi, trở lại thăm người yêu của mình, và rồi lặng lẽ nhìn thấy nỗi u buồn của người yêu mà không nói được một lời nào. Thôi, chúng ta đành vĩnh biệt. Thưa quý vị, Người Về Từ Lòng Đất một lần nữa của nhạc sĩ Quốc Dũng sẽ gửi đến quý vị bây giờ qua tiếng hát của ca nhạc sĩ Sĩ Đan. Vâng, Sĩ Đan xin thân ái kính chào quý vị và các anh chị. Vâng, và Sĩ Đan rất là xúc động và rất là hân hạnh được có mặt ở trong đêm hôm nay để tưởng niệm đến nhạc sĩ Quốc Dũng, một trong những người đàn anh mà Sĩ Đan rất là thân mến và rất là quý anh. Và Sĩ Đan xin chia sẻ với quý vị một chút đôi điều về anh Quốc Dũng. Tại vì Sĩ Đan với anh Quốc Dũng, Sĩ Đan là thế hệ nhạc sĩ sau này, và phải nói là có thời gian hai anh em gắn bó với nhau rất là nhiều. Cho nên có những cái điều mà về anh Quốc Dũng mà ít có người bên ngoài biết đến. Và một trong những cái điều đó là sự sáng tạo. Thì Sĩ Đan còn nhớ là cái thời năm 90 đó, thì lúc đó ở Sài Gòn mới du nhập những cái đàn mà synthesizer, bây giờ gọi là keyboard đó quý vị. Thì Sĩ Đan có đến nhà anh Quốc Dũng, thì thật sự ra Sĩ Đan có bán cho anh Quốc Dũng. Cái lúc đó Sĩ Đan đang muốn bán đàn, có bán cho anh một cái cây đàn. Sĩ Đan nhớ cái cây đàn đó là cây đàn Roland. Thì anh Dũng anh ngồi anh nghe, anh nói em. Một ngày kia Sĩ Đan đến thì anh mới nói em, cái tiếng đàn guitar của cái đàn này á, nếu mà mình biến chế nó chút xíu đó, nó thành tiếng đàn bầu. Và anh
sau đó là anh bắt đầu anh nghiên cứu, anh mày mò cái đàn. Và sau đó anh sửa tiếng đàn guitar thật sự lại thành cái tiếng đàn bầu Việt Nam. Và chưa hết nữa, anh còn sáng chế thêm một cái này nữa là anh lấy một cái đầu đũa anh gắn trên cái đàn bender đó. Tại vì quý vị biết cái đàn keyboard đó, nó có cái phần nhấn của keyboard đó, thì anh mới để trên nó cái đũa anh cột vô và đánh để lấy cái cảm nhận giống như là khi mà quý vị thấy người ta đánh đàn bầu. Và phải nói là cái trường phái sau này, quý vị thấy các nhạc sĩ đánh keyboard thường thường đánh tranh sáo bầu rất là hay. Và Sĩ đang nghĩ, Sĩ đang không dám chắc, nhưng mà Sĩ đang tin rằng anh Quốc Dũng là một trong những người đã phát minh ra cái đó. Và Sĩ đang nghĩ đó là một cái phát minh rất là hay cho nhạc Việt Nam. Tại vì lúc đó, đúng không? Dạ. Và tại vì lúc đó mỗi lần mà muốn mà thu âm á, mà cái tranh sáo bầu thì cái mình phải kêu người đánh đàn bầu tới. Nhưng mà anh Quốc Dũng anh làm ra một cái, phải nói là một cái sự canh tân rất là hay. Và đó là tâm sự quý vị về cái khả năng, cái tính, một trong những cái tài năng của anh Dũng. Nhưng mà về con người đó thì Sĩ Đan có nhớ là Sĩ Đan năm 90 mấy, Sĩ Đan bắt đầu sáng tác nhạc ở Sài Gòn. Thì Sĩ Đan mới hỏi anh là: anh Dũng ơi, làm sao anh tìm được cái nguồn cảm hứng nhiều như vậy? Thì anh có tâm sự, anh có nói là đối với anh, tất cả những sự việc diễn ra ở chung quanh, một con người, một sự kiện, một cái điều gì đó mà nó đánh động cái sự quan tâm của anh là anh đều ghi nó xuống. Và anh nói với Sĩ Đan là em đừng bao giờ là nản chí viết nhạc. Tại lúc đó Sĩ Đan cũng viết mà thật sự cũng không có bao nhiêu người biết. Và anh nói là cái sự mà cái sáng tạo đó nó nằm ở rất gần mình, đâu đó mình chỉ cần với tay tới, nó có thể ở chung quanh mình. Và Sĩ Đan rất cảm nhận anh với cái điều đó. Và hôm nay có mặt ở nơi đây, Sĩ Đan xin được hát một ca khúc mà vừa mới đây được giới thiệu, Người Về Từ Lòng Đất. Cái ca khúc này thật sự rất ít được phổ biến bên ngoài. Tại vì thứ nhất đó là nó, cái nội dung của nó rất là buồn thảm. Là một cái cuộc tình một người chết trở về thăm người yêu mình trong đêm khuya. Nhưng mà đó là một cái, cho Sĩ Đan thấy, đó là một cái sự sáng tạo và một cái sự trí tưởng tượng rất hay của anh Quốc Dũng. Và cho nên Sĩ Đan cũng quyết định là cũng hát bài này. Và cũng để nhớ đến anh, tại vì Sĩ Đan nhớ 20 năm trước, Sĩ Đan có gặp anh tại Hoa Kỳ và hai anh em có đứng chung sân khấu ở Majestic và hát bài Người Về Từ Lòng Đất. Và ngày hôm nay Sĩ Đan xin được trình bày lại ca khúc này. Vâng, và xin mời quý vị cùng thưởng thức Người Về Từ Lòng Đất. Cái bài này nó hơi khó nhưng mà tất cả âm u, từng cơn gió lù bên muôn cây reo vi vu, tự như tiếng than vãn và đau thương miên man suốt trong đêm dài. Trên không gian mênh mang mây đen, tìm nhau kéo về âm thầm mang theo mưa rông. Từng cơn bão bùng bao la vây quanh bên em, nghĩa trang lạnh lùng. Đau thương đêm đêm, hồn anh trở về thăm em đang trong cơn mê. Nhìn em khóc thầm thì anh dưng dưng quay chân, nghĩa trang lạnh lùng. Giữ khi ta bên nhau chung đôi, tình yêu thắm nhau như bông hoa xinh tươi. Đời đang rất vui đôi ta hôm nay không ngay, nuôi người một thế giới. Em yêu ơi mau mau quên đi tình yêu não nề đang miên man trong cơn mê, để anh trở về một phần lạnh lùng với đi nỗi đau ở.
thâm sâu âm u, từng cơn gió lu về muôn cây reo vi vu, tựa như tiếng than vang bao đau thương miên man suốt trong đêm trường. Trên không gian mênh mang mây đen, từng nhau kéo về mà mang theo mưa rông, từng cơn bão cùng bao la vây quanh bên anh, biển trang lạnh lùng. Hồn anh chớ về thăm em đêm trong cơn mê, nhìn em khóc thầm thì anh dừng dừng quay chân, nghĩa trang lạnh lùng. Trước khi ta bên nhau chung đôi, tình yêu thắm nồng như muôn bông hoa xinh tươi, đôi đang rất vui đôi ta hôm nay nồng nay, mỗi người một thế giới. Em yêu ơi quên mau quên đi tình yêu não để đang miên man trong cơn mê, để anh trở về một phần anh lung vơi đi nỗi đau âm thầm. Tiếng hát si đàn phải nói là không riêng quý vị đâu, mà ngay cả các tiếng hát hôm nay cũng muốn hát thật nhiều nhạc Quốc Dũng, nhưng mà thời gian chúng ta có hạn, thành ra chúng ta để chúng ta sẽ còn theo dõi tiếng hát này rất nhiều, phải không ạ? Cho đến giây phút này thì Nguyễn Đức Cường hân thành giới thiệu đến quý vị một người mà sự nghiệp và tất cả những điều cô làm trong mấy chục mươi năm qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái đời sống âm nhạc của Việt Nam. Và phải nói là cô là người đã có công giới thiệu những gương mặt nghệ sĩ Việt Nam và lưu giữ cho chúng ta có cơ hội lưu giữ những hình ảnh về cuộc đời và những sáng tác của các nghệ sĩ. Hôm nay cũng vậy. Trong tâm tình thương tiếc nhạc sĩ Quốc Dũng, chúng tôi cũng muốn được lên đây để chia sẻ đôi lời. Và chúng tôi còn nhớ là trong chương trình tác giả tác phẩm Thúy Nga số 78, cô đã giới thiệu nhạc sĩ Châu Kỳ, nhạc sĩ Quốc Dũng và nhạc sĩ Tùng Giang. Hôm nay, trong không khí ấm cúng và cảm động này, chúng tôi xin kính mời cô Tô Ngọc Thủy, Giám đốc Trung tâm Thúy Nga, lên đây cùng với chúng ta. Xin mời cô Tô Ngọc Thủy. Xin kính chào quý vị, chào anh Cường. Chào ban nhạc, chào anh Trung Nghĩa. Thật sự Thủy rất là cảm động và cảm ơn anh Trung Nghĩa, anh nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường đã tổ chức một đêm để tưởng niệm nhạc sĩ Quốc Dũng, rất là thân thương của chúng ta. Trung tâm Thúy Nga có may mắn đã thực hiện hai chương trình với nhạc sĩ Quốc Dũng, đó là chương trình Paris by Night 78, chủ đề đường xưa, với ba tác giả Quốc Dũng, Châu Kỳ và Tùng Giang. Và hơn nữa là chương trình rất đặc biệt vào tháng 3 năm 2021, lúc đó dịch chưa có bắt đầu tại Việt Nam, thì lúc đó thì Trung tâm Thúy Nga đã may mắn và được nhạc sĩ Quốc Dũng nhận lời xuất hiện trong Music Box với lại danh ca Bảo Yến và Khải Ca.
đó là những kỷ niệm mà Trung tâm Thúy Nga thấy là rất may mắn là có được những hình ảnh của nhạc sĩ Quốc Dũng và gia đình. Thì hôm nay cảm ơn anh Cường, cảm ơn nhạc sĩ Trung Nghĩa đã cho phép Trung tâm Thúy Nga livestream để góp một phần nhỏ nhỏ của Trung tâm Thúy Nga và Đài Việt Face TV. Cảm ơn anh Việt Anh, cảm ơn tất cả những chuyên viên kỹ thuật của Đài Việt Face đã làm chương trình này. Em cũng không biết nói gì hơn, cảm ơn quý khán giả. Và dĩ nhiên là chúng ta rất là thương tiếc nhạc sĩ Quốc Dũng, nhưng mà chúng ta cũng vui mừng là bây giờ nhạc sĩ Quốc Dũng đã đến một nơi yên bình và những bài hát của nhạc sĩ Quốc Dũng sẽ sống mãi với thời gian từ những thế hệ ca sĩ trước và những ca sĩ thế hệ sau. Thì Thúy tin rằng khán giả cũng sẽ ủng hộ dòng nhạc của những nhạc sĩ của chúng ta trước năm 75 và sau đó thì có nhạc sĩ Quốc Dũng. Và ai nữa anh thưa, nhạc sĩ Quốc Dũng của em còn nói là nhạc sĩ Bảo Chấn. À dạ, thưa thì trong lúc mà khi mà nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời thì Thủy và nhạc sĩ Bảo Chấn cũng có nói chuyện với nhau rất là nhiều. Nhạc sĩ Bảo Chấn là bạn thân của anh Quốc Dũng và cũng nói chuyện với anh Cường. Vâng. Thì cũng chia sẻ rất là nhiều điều. Thì Thủy thấy rất là may mắn mình là một người hậu bối sao mà cũng có được cái vinh hạnh và nó chia sẻ những mất mát với anh Cường và nhạc sĩ Bảo Chấn và anh Trung Nghĩa. Phải nói là cái giao tình giữa của cô Trung và Thủy và các nhạc sĩ nó như một gia đình vậy đó. Thành ra khi mà nhạc sĩ Bảo Chấn text cho tôi thì tôi lập tức text ngay cho Thủy, bởi vì biết rằng Thủy luôn luôn theo dõi sức khỏe cũng như là đời sống cũng như tất cả sinh hoạt của các nghệ sĩ, không riêng gì nhạc sĩ Quốc Dũng đâu. Vâng, thì nhân đây cũng xin phép thay mặt gia đình cũng xin cảm ơn Thủy rất nhiều đã tạo những kỷ niệm đẹp giữa Tô Ngọc Thủy, Thúy Nga và gia đình Quốc Dũng. Thành ra thì cũng chúc cho Tô Ngọc Thủy lúc nào cũng mạnh khỏe và Trung tâm Thúy Nga ngày càng có những đóng góp và lưu giữ nhiều tài liệu về các nhạc sĩ yêu quý của chúng ta. Dạ, cảm ơn anh. Em còn một người em phải nhắc nữa là anh nhạc sĩ Nguyễn Quang. Đúng rồi. Quang ơi, lúc đó thì Thủy cũng, anh Quang cũng text với Thủy là trời ơi, anh Dũng là thầy của anh mà. Tất cả mọi người đều thương tiếc. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị có một đêm nghe nhạc thật là ấm cúng với những ca sĩ của, do anh Trung Nghĩa và anh Cường mời. Cảm ơn quý vị. Vâng. Một lần nữa thưa quý vị, cô Tô Ngọc Thủy, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, trước tiên là tôi, từ khi tôi nghe anh Dũng mất thì tôi buồn lắm. Thì tôi mới nói làm, tôi nói chắc phải làm chương trình để tưởng niệm. Thì tôi gọi người em tôi ở bên Denver là Tony Tuấn. Thì Tuấn Lê thì Tuấn Lê là không phải là nhạc sĩ mà Tuấn Lê rất có lòng. Tuấn Lê nói anh làm đi, em với anh làm đi. Tại vì Dũng quá tài hoa mà quá, thì Tuấn Lê làm. Thì em mới gọi cho Thủy, anh nhắn Thủy, Thủy ơi em làm. Thì Thủy nói em ủng hộ, thì với anh cảm ơn Thủy đó. Anh em mình đứng đây bữa nay đó là anh nói thiệt, anh ngồi sao anh đời không ai thấy mặt anh hết, nhưng mà anh so proud, I did something great for my old friend. Anh nhà Quốc Dũng và Duy Quang là nhỏ 13, 14 tuổi, là Dũng ở Hàng Xanh, anh ở Bà Chiểu, còn Duy Quang ở Phú Nhuận. Thì không cái thời chơi nhạc đó thì có vài thằng chơi khá thì biết nhau hết. Thì khi mà Dũng nó đi đó, anh rất buồn, anh nhớ Dũng nó cứ ngồi nó cứ nói chuyện, anh nó cứ nhổ nhổ cái râu, nó bứt cái râu rồi nè. Dù là không có râu cũng vẫn cứ nhổ. Thì bây giờ mình, khi mà anh em mình đứng đây là bữa nay thì là anh ngồi mà trong lòng sướng lắm, phải là sung sướng là mình làm được cái chuyện gì. Mà như là anh nói với em được livestream, được cái livestream em thì đến tất cả khán giả bạn bè ở Việt Nam đã xem được, đó là một cái điều mà anh rất vui vô cùng. Và anh hãm gì vừa, anh cảm ơn Thúy Nga. Dạ không có gì anh. Em cũng xin nhắc đến một người là nhạc sĩ Tùng Châu, cũng là nhạc sĩ hòa âm của Trung tâm Thúy Nga, cũng là một người rất là thân với Quốc Dũng. Cũng phải nói là anh Dũng cũng là thầy của Tùng Châu. Thì vâng, thân lắm. Dạ thân lắm. Thì chúng tôi như là một gia đình như vậy đó. Thành ra cũng không biết nói gì hơn, nhưng mà định mệnh nó đã an bài thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Vâng, cảm ơn cô Tô Ngọc Thủy. Vâng. Sau đây thì xin mời cô MC duyên dáng của chúng ta trở lại sân khấu. Xin mời Thúy Anh. Vâng. Cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả quý vị cũng vẫn còn ở lại cho đến giây phút này.
Và thưa với quý vị, hôm nay tất cả các anh chị em nghệ sĩ đến đây trong tâm tình tri ân và thương nhớ đến với nhạc sĩ Quốc Dũng. Thưa với quý vị là nãy giờ quý vị nghe những giai điệu của nhạc sĩ Quốc Dũng, chúng ta thấy được là giai điệu của anh viết thật là nhiều màu sắc. Nhưng có lẽ một ca khúc mà Thưa Anh sắp giới thiệu đây, chúng ta sẽ càng ngưỡng mộ nhạc sĩ Quốc Dũng. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1973. Thưa quý vị, tiếng hát huyền thoại Thanh Mai, một khuôn mặt xinh như búp bê, đứng bên cạnh nhạc sĩ Quốc Dũng tài hoa, cao ráo, đẹp trai. Hai anh chị là hai khuôn mặt thật là tuyệt vời trong giai đoạn đó, mà Thưa Anh tin chắc rằng các quý anh chị đã từng là sinh viên, học sinh của thập niên 70, ai cũng đều phải thích những phần trình diễn của hai anh chị. 1973, thưa với quý vị, nữ danh ca Thanh Thúy có nhã ý mời ca sĩ Thanh Mai hát một ca khúc trong một đĩa nhạc mới của Trung tâm Thanh Thúy. Và chị Thanh Thúy nói rằng là em nên hát một bài nào mới đi, bài mà chưa có ai hát. Và ngày mai thì mình có thể thâu. Lúc đó thì nữ ca sĩ Thanh Mai phải nói là lòng đam mê âm nhạc thì rất nhiều, nhưng mà cũng lo lắm. Rồi chị gặp gỡ, đến nhà gặp anh Quốc Dũng và kể cho anh nghe câu chuyện đó. Thì nhạc sĩ Quốc Dũng nói rằng là mai cứ về đi, rồi tối hôm nay sau khi mà anh đánh nhạc ở vũ trường xong, anh về, sáng mai mai đến thì sẽ có bài hát mới cho Mai. Thưa quý vị, và đúng như vậy, trong đêm đó, yêu chị Thanh Mai thì anh đã nói rằng không, là bởi vì trong cuộc đời của nhạc sĩ Quốc Dũng có tới vài cô Mai. Nhưng mà chắc chắn một điều, khi hát chung với một khuôn mặt búp bê dễ thương và giọng hát nũng nịu trong sáng như vậy, chắc chắn cảm xúc của một người viết nhạc phải có. Và trong đêm đó, anh đã viết thật nhanh ca khúc Cơn Gió Thoảng. Và để ngày hôm sau, nữ ca sĩ Thanh Mai mang đến phòng thâu và anh chỉ cho Thanh Mai hát, và ca sĩ Thanh Mai mang bài nhạc đến phòng thâu và hát đầu tiên Cơn Gió Thoảng, và được tất cả mọi người đã rất trân trọng và yêu quý ca khúc đó. Sau bao nhiêu thập niên, Cơn Gió Thoảng vẫn là một mối tình đẹp, long lanh như những hạt sương. Thưa quý vị, tiếng hát huyền thoại Thanh Mai có mặt đêm nay là một điều chắc chắn. Chị sẽ dành những cảm xúc đầu tiên của 1973 khi chị hát ca khúc và trong đêm tưởng niệm hôm nay để mời quý vị nghe lại Cơn Gió Thoảng. Thưa quý vị, tiếng hát Thanh Mai. Thanh Mai, cảm ơn Thúy Anh, và Thanh Mai xin cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt hôm nay để dự một cái buổi nhạc để tưởng niệm đến anh Quốc Dũng. Và Thanh Mai muốn kể cho quý vị nghe là vào ngày hôm qua, Thanh Mai có nói chuyện với cháu Bảo Châu, tức là con trai út của anh Quốc Dũng. Và cháu đã kể cho Thanh Mai nghe rất là rõ cái giờ phút cuối cùng trước khi anh Dũng ra đi. Và hôm nay Thanh Mai muốn kể cho quý vị nghe để mà mình hiểu rõ hơn cái lúc đó như thế nào. Ngày hôm đó sáng thì anh Dũng thức dậy. Lúc đó thì anh Dũng đi xuống cầu thang. Thì mấy ngày trước anh Dũng đã có một lần té cầu thang, thành ra là Yến mới là lo bây giờ không cho anh đi xuống cầu thang một mình nữa, mà Yến dìu anh xuống cầu thang. Và anh ngồi ở phòng khách, anh uống ly nước lạnh. Sau khi anh uống ly nước lạnh xong thì anh lấy điếu thuốc ra hút. Anh hút một hơi thuốc thì sau đó anh ho. Anh ho rất nhiều. Anh ho đến Yến nói là có thể là ho khoảng như là 30 lần như vậy. Thì lúc đó thì là Yến xoa lưng anh, và lúc đó Yến nhìn thấy trên miệng anh có máu. Mà Yến
cứ không biết làm gì, chỉ biết xoa lưng cho anh thôi, và từ từ anh liệm đi và anh mất. Sau khi anh mất thì Yến vẫn còn hy vọng rằng anh sẽ tỉnh lại. Thì Yến cứ ngồi Yến xoa như vậy 15 phút sau, vẫn thấy anh không có tỉnh lại. Thì lúc đó Yến mới đặt anh nằm xuống và Yến chạy lên lầu kêu Bảo Châu. Mà lúc đó Bảo Châu nó kể cho Mai là nó nói là mẹ vừa thở, mẹ vừa khóc, mẹ vừa rên. Mẹ nói, Cà Pháo ơi, mẹ muốn nói là ba đi rồi. Thì lúc đó Cà Pháo nó nhảy từ trên lầu, nó chạy xuống. Khi nó chạy xuống thì là lúc đó anh Dũng đã ra đi. Và lúc đó Yến mới để cho Cà Pháo nhìn, lo cho ba. Và Yến chạy lên lầu gọi điện thoại qua Úc để báo cho người con trai lớn của anh Quốc Dũng là cháu Quốc Thi. Hiện cháu đang sống ở Úc. Và Yến gọi đến tất cả những nơi cho gia đình của anh Dũng hay là anh Dũng đã mất. Thì cháu Bảo Châu có nói với Mai là ngày hôm đó đó, khi mà cháu xuống đó thì là ở ngoài trời, trời mưa rất là lớn, mưa mà đập vô cái cửa kính mà không hiểu tại sao mà Sài Gòn ngày hôm đó giống như là bị bão ở đâu đó. Thành ra là ngày đó là khi mà anh Dũng đi ra đi là lúc đó là cháu nói là lúc đó là 9 giờ 5 phút sáng ngày Chủ nhật ở Việt Nam. Thì ở bên Mỹ thì lúc mà Mai nghe anh Nguyễn Đức Cường cho Mai hay đó là lúc đó là 11 giờ 15 phút là Mai được tin là anh Dũng mới vừa ra đi. Thì Thanh Mai chỉ biết rằng là cầu nguyện cho linh hồn anh được đến một cái nơi rất là an lành. Và Thanh Mai xin chia buồn với chị Thủy. Chị Thủy là người vợ đầu của anh Quốc Dũng và hai cháu anh Thư, Quốc Thi, và cùng với gia đình Bảo Yến với hai cháu Khải Ca và Bảo Châu. Và xin gia đình hãy ráng vượt qua những cái đau đớn này. Và Thanh Mai muốn nói thêm là ngày hôm đó đó thì là Hương Lan hiện đang có mặt ở Việt Nam. Thì Hương Lan có đến dự tang lễ của anh Quốc Dũng. Và Hương Lan có nói với cháu Bảo Châu rằng là cô sẽ thu xếp mỗi ngày, cô sẽ đến nhà để an ủi mẹ cháu. Và cháu có kể với Thanh Mai rằng Hương Lan mỗi chiều đều đến nhà để an ủi mẹ. Thành ra là Thanh Mai xin nói tất cả những cái gì Thanh Mai biết gửi đến quý vị. Và sau đây kính mời quý vị thưởng thức Cơn Gió Thoảng của anh Quốc Dũng. Trăng ướt đẫm hơi sương chiều rơi, tưởng là phút vui ôi như cơn mơ, nỗi đau nghẹn lời. Buồn theo cơn gió những cánh lá rơi cuốn trôi về đâu, nắng đã chìm sâu, biết ta còn nhau. Và trong đêm tối lấp lánh những ánh sao rơi lặng im, nhẹ như gió êm, môi em run run, hơi thu ngọt mềm. Rồi bao cây đắng với những nước lâu xô đi tìm nhau, bóng em dần sâu. Còn đi mãi biết có đêm trốn không gian mù xa, một
ngày thoáng qua, xin trong hư vô nhớ thương nhạt nhòa. Để ta vui sướng như trái ngang dấu chôn cuộc đời. Hỡi nhân tình cảm ơn tiếng hát huyền thoại Thanh Mai. Và thưa tất cả quý vị, chắc là quý vị cũng đồng ý với Thư Anh rằng thời cấp sách đến trường là một thời gian đẹp nhất, phải không thưa quý vị? Bởi vì nó chất chứa những cái kỷ niệm thuở ban đầu, khi mà những chàng thanh niên, các cô thiếu nữ chập chững biết yêu. Một trong những ca khúc rất trẻ trung. Và thưa anh tin chắc rằng các quý vị nào đã từng lớn lên cùng một thời đi học và đã từng chớm yêu ai đó, thế nào cũng phải hát Bên Nhau Ngày Vui. Ca khúc thật trẻ trung với giai điệu thật là sôi nổi. Và cái điều đặc biệt là thưa với quý vị, khi mà nhạc sĩ Quốc Dũng anh viết intro cho một cái bài hát nào thì cái câu intro đó sẽ trở thành bất hủ. Và khi mà đánh Bên Nhau Ngày Vui thì bắt buộc phải có câu tăng 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 tăng. Như vậy. Và bây giờ chúng ta hãy nhớ lại một thời đi học dễ thương đó qua ca khúc Bên Nhau Ngày Vui, qua phần trình bày của hai tiếng hát. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Phi Khanh và Châu Tuấn. Phi Khanh. Châu Tuấn. Xin kính chào quý vị. Đúng là một buổi ca nhạc thật là nhiều cảm xúc. Phi Khanh và Châu Tuấn và tất cả các anh chị em nghệ sĩ cùng với quý vị hôm nay đến để tưởng nhớ và tôn vinh nhạc sĩ Quốc Dũng. Phi Khanh không có dịp để gặp anh, nhưng mà từ bé Phi Khanh đã đàn rất nhiều cho các anh chị em nghệ sĩ hát nhạc của Quốc Dũng, trong đó nhiều nhất là chị Thanh Mai. Và thưa quý vị, sau khi mà nghe những anh chị em MC và ca sĩ hát và nói về nhạc của nhạc sĩ Quốc Dũng thì phải công nhận là nhạc của anh thật là phong phú và nhiều sắc màu, phải không Tuấn?
Hôm nay thì một bài hát mà Châu Tuấn nghĩ rằng là tất cả mọi người yêu nhạc và tất cả những mọi người trên thế giới mỗi lần nghe bài này là nhớ tới anh Quốc Dũng. Mà bài này Châu Tuấn search trên mạng là ảnh sáng tác năm ảnh 23 tuổi. 1974. Và bài này Châu Tuấn cũng được hân hạnh đã quay video ở Việt Nam của anh Quốc Dũng. Thì hôm nay thì Châu Tuấn và chị Phi Khanh hẹn với nhau là với bài này chúng ta phải bận một bộ đồ thật là học sinh để đúng với cái bài của anh Quốc Dũng. Mời quý vị khán giả thưởng thức ca khúc được nghe tên Bên nhau ngày vui. Xin các bạn vỗ tay cho không khí nó vui lên đi ạ. Sương tan trường, tao chẳng ngập đường. Mình đánh chưa vơ, chưa em chưa cổng trường. Rồi bóng em ra qua giây phút muộn màng. Nắm tay anh em cười khẽ nói. Tròn sáng hôm nay, giờ chia ly thật buồn. Đưa anh đưa em, tìm giây phút lạ thường. Mình có bao lâu, rồi sẽ hết một ngày. Hãy trao nhau trọn, tình đắm say. La 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 la, hãy xin bước với nhau khi bên nhau. Nhà mừng reo khắp nơi, ta dừng nhau trong tiếng nhạc vui. Sống bên nhau mà quên hết hận sầu, thì không gian kia là khơi thuốc nhiệm màu. Để mãi đưa ta trôi xa bên đời chờ, cách hai tâm hồn chạm ước mơ. Tan trường, tao chẳng ngập đường. Mình đánh chưa vơ, chờ em chưa cổng trường. Rồi bóng em giang, qua giây phút muộn màng. Nắm tay anh em cười khẽ nói. Tròn sáng hôm nay, sự chia ly thật buồn. Giờ anh đưa em, tìm giây phút lạ thường. Mình có bao lâu, rồi sẽ hết một ngày. Hãy trao nhau trọn, tình đắm say. La 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 la, hãy xin bước với nhau khi bên nhau. Nhà vương reo khắp nơi, ta dừng nhau theo tiếng nhạc vui. Mình sống bên nhau và quên hết hận sầu, thì không gian kia là quê tuôn nhịp màu. Để mãi đưa ta trôi xa bên đường chờ, kê thai tâm hồn chạm ước mơ. Để mãi đưa ta trôi xa bên đời chờ, kê thai tâm hồn chạm ước mơ. Thank you, xin cảm ơn rất nhiều. Một tràng pháo tay thật lớn cho ban nhạc ạ. Thank you. Thank you anh Nghĩa. Rất cảm ơn Phi Khanh và Châu Tuấn để cho chúng ta ôn lại cái tuổi thơ của mình, hoặc là cái tuổi thanh niên nhiều mộng mơ và mới lớn. Thưa quý vị, đến đây là một cái giây phút khá là đặc biệt, bởi vì người mà Nguyễn Đức Cường sẽ giới thiệu ở đây, chúng ta có thể hình dung được cái đời sống âm nhạc của cô. Nhưng mà khi nhìn cái đời sống đó, chúng ta thấy là nó là cả một thế hệ khởi đi từ Ban Hợp Ca Thăng Long, Hoài Bắc, Hoài Trung, còn gọi là Phạm Đình Chương, rồi nhạc sĩ Phạm Duy, Thái Hằng, và không thể không nói tới nữ danh ca Thái Thanh. Và nơi đây, trong cái buổi tiệm nương này, chúng ta có nữ danh ca Ý Lan. Thưa quý vị, xin mời nữ danh ca Ý Lan. Xin cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn Ý Lan. Xin mời. Ý Lan xin kính chào tất cả quý vị. Ở khung cảnh này thì đối với Y Lan,
và có lẽ phải nói là phần lớn tất cả quý vị không xa lạ với The Bell. Nhưng tối hôm nay, Ilan nghĩ rằng là một điều không xa lạ mà nó trở thành rất gần gũi với tất cả chúng ta. Bởi vì chúng ta đến đây với một tâm tư để tưởng nhớ đến một người nhạc sĩ danh tiếng, đặc biệt là ở cái thời của Ilan, thời con gái, những năm nào Ilan đã mến mộ dòng nhạc của anh Quốc Dũng và đặc biệt là với tiếng hát của chị Thanh Mai. Tôi dạ, nhất là khi chị hát bài Mai á, thì Ilan ngày xưa còn bé thì Ilan cứ nghĩ rằng là chắc có lẽ là chị Mai là người yêu của anh Quốc Dũng cho nên mới được đặt tên cái bài hát là như vậy. Nhưng mà bây giờ lớn lên rồi thì Ilan nghĩ rằng Ilan cũng đâu có sai. Chị đúng là người yêu của anh bởi vì đó là người yêu qua âm nhạc. Cho nên tất cả những điều này vẫn còn ở trong Ilan với những kỷ niệm thời xa xưa đó. Tối hôm nay, Ilan ước chi mà có được gia đình của anh, có chị Bảo Yến và các con ở đây với tất cả chúng ta để chúng ta có thể chia sẻ và gửi đến chị và gia đình những cái ôm thật ấm áp để cùng chia buồn với chị trong sự mất mát to lớn này của gia đình. Nhưng thế nào rồi chắc chắn Ilan nghĩ rằng chị Yến cũng như các con cũng xem được chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin gửi đến chị tất cả những yêu thương và tất cả những điều mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau được ngay giờ phút này trong sự mất mát này của chị. Anh ra đi mà chắc chắn là sẽ luôn luôn phù hộ đến cho chị và các con và gia đình và tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ nhớ mãi đến anh. Vì âm nhạc sẽ mãi mãi ở với chúng ta. Người thì ra đi, nhưng âm nhạc của anh sẽ mãi mãi hiện diện trong đời sống của tất cả chúng ta. Và thưa quý vị, bây giờ thì Ilan thú thật với quý vị rằng Ilan cũng mới bay từ Việt Nam về mới có mấy ngày nay thôi. Cho nên về cái tin tức để có một cái buổi ngày hôm nay, Ilan không được rõ. Mãi cho đến ngày hôm qua, Ilan mới được biết. Và Ilan được biết qua cô Marito Ngọc Thủy. Và Thủy nói rằng chị phải đến với em và tất cả mọi người. Thành ra Ilan đến đây mà trong lòng chưa hề có một sự chuẩn bị về bài hát nào để hát, đặc biệt là dòng nhạc của anh Quốc Dũng. Tuy nhiên, Ilan nhớ cách đây hơn 30 năm, Ilan đã có hát một bài của anh mà Ilan yêu nó vô cùng. Thì bài hát đó Ilan được biết là đã có người xí trước rồi ạ. Thành ra đó là cái khổ của Ilan. Bây giờ làm sao? Thật sự ra cái người xí bài hát này lại là một nam ca sĩ. Cho nên nếu mà Ilan ỏng ẻo mà Ilan năn nỉ thì chắc là anh cũng nhường thôi. Nhưng mà thôi, Ilan làm như thế thì hơi quá lố. Thành ra là Ilan lại phải xin số điện thoại của anh để được xin anh hát song ca cùng với anh. À, Ilan nghĩ điều này thì nó công bằng hơn ai hết. Dạ, thành ra là bây giờ xin quý vị cho một tràng pháo tay rất là lớn, nồng ấm bởi vì anh chịu song ca với Ilan. Chia sẻ một nửa bài không phải là điều dễ. Cho nên xin mời anh Thanh Long Bass lên sân khấu cùng với Ilan. Cảm ơn Ilan. Anh thích đứng bên nào? Bên này hay bên đó? Bên đấy. Thấy không? Người ta thường người ta hay hỏi phụ nữ bên nào đẹp hơn, tôi phải hỏi ông ấy thích bên nào. Bên này đẹp hơn. Đấy, bên này anh đẹp hơn, tôi biết rồi. Anh ơi, lúc nãy ở bên trong đó quý vị, anh Long nói với Ilan rằng là nhớ khi giới thiệu anh Long thì phải giới thiệu là Thanh Long, có chữ bass nữa. Còn nếu mà nói Thanh Long không, coi chừng người ta nhầm là Thanh Long Hải. À, tôi đâu có biết là có Thanh Long Hải. Dạ, thôi bây giờ Thanh Long bass.
Nhưng mà thật sự ra Ilan nói thật với anh, Ilan mừng lắm là anh chịu hát với Ilan. Tại hiếm khi nào mà Ilan được đứng hát với một người ca sĩ nam mà cao. Thanh Long thì rất là bất ngờ là Ilan hỏi số điện thoại gọi cho Thanh Long. Tại vì bài này hồi nãy nghe Ilan nói là Long Xí, không phải Long Xí. Bài này Thanh Long đã ca rồi. Thì chương trình của anh Nghĩa anh mời thì Thanh Long hát bài Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa của nhạc sĩ Quốc Dũng, cũng là một người bạn của Thanh Long. Thì Ilan nói vậy thì ca được với một người mà rất là dễ thương như Ilan thì Thanh Long ok. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Đàn anh mà quý vị. Bây giờ xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa. Cho anh Nguyễn Quang và ban nhạc của chúng ta hôm nay. Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau, chẳng còn thấy đâu, mắt hoen hoen sầu vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đây thôi. Giọt sương vẫn rơi, rừng còn ngây dại, mơ bóng hình ai. Trời mưa răng lối, áo em lệ rơi, nhạt nhòa nét môi, đã say quên lời. Chưa biết xuân về đây thôi, ngày xuân vẫn trôi, tình mình vẫn hoài, thương nhớ đầy vơi. Chiều xưa ngồi bên em, anh nghe như đã xót xa trong tay mình. Một giây hồn lênh đênh, môi em thơm ngát, đón đưa cơn say tình. Bóng mây tìm nơi đậu bên xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi. Trời rào rác sóng, gió reo mùa đông, chìm trong giá băng, bóng xuân mịt mùng. Xuân vẫn mãi xa rời chốn nào, còn thương nhớ nhau, còn nắng u sâu, muôn kiếp về sau. Say tiếng anh biết không anh, em như bóng mây tìm nơi đổ bên đâu bên xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi. Trời rào rác sóng, gió reo mùa đông, chìm trong giá băng,
bóng xuân mịt mùng. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nào, còn thương nhớ nhau, còn nặng u sâu muôn kiếp về sau. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nào, còn thương nhớ nhau, còn nặng u sâu muôn kiếp về. Dạ chào nữa ạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị ơi, quý vị, Y Lan nghe quý vị la lên rồi, more and more. Nhưng mà more cái gì? Tại vì có mỗi bài à, mà hai anh em còn phải chia đôi rồi nữa. Mà ngày hôm nay mà mình hát không phải nhạc của anh Quốc Dũng hình như là không được ạ. Dạ. Trời đất, tiễn đưa đâu phải của ống. Đường xưa là đúng của ống mà tôi không có biết hát bài này. Thành ra thôi xin phép quý vị đến với Y Lan cũng nơi này nè. Vài tuần nữa thôi, ngày 26 tháng 10, chương trình Nhạc Lam Phương tha hồ hát cho quý vị nghe nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Love you. Wow. Một màn song ca tung hứng thật là tuyệt vời. Em mời anh Nguyễn Đức Cường. Và thưa quý vị, nhưng mà chúng ta sẽ thấy tuyệt vời hơn nữa khi chúng ta thấy, chúng ta biết được đằng sau câu chuyện của Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa. Bài này nhạc sĩ Quốc Dũng viết giai điệu nhạc khi mà anh chỉ mới có 11 tuổi thôi. Và thưa anh biết là khoảng độ 16, 17 tuổi gì đó, thì khi anh bắt đầu có những cái rung động tình yêu đầu đời, anh mới bắt đầu viết lời vô. Và thế là ca khúc Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa ra đời. Anh Nguyễn Đức Cường, thưa quý vị, bác sĩ, thi sĩ Nguyễn Đức Cường là một người bạn rất thân của nhạc sĩ Quốc Dũng. Anh có lời chia sẻ gì về bài này thưa anh ạ? Vâng, cảm ơn MC Thúy Anh. Thưa quý vị, chúng ta rất muốn nghe Y Lan hát phải không vậy? Nhưng mà vì Y Lan chúng đây chương trình chỉ gói trong cái âm nhạc của Quốc Dũng mà thôi, cho nên Y Lan sẽ hẹn quý vị một cái đêm sắp tới để đền bù cho cái việc đó. Thì chúng ta nói lại cái câu chuyện về Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa. Trong cái ca từ đó, khi mà lần đầu tiên mà tôi chưa được quen Quốc Dũng ấy, thì tôi nghe cái ca từ, cái câu mà vì mình xa nhau nên em chưa thấy xuân về đấy thôi, nó rất là vỗ về, nó hình dung một cái người già dặn trưởng thành và nói với người tình bé nhỏ của mình. Cho đến khi mà tôi gặp Dũng, tôi mới hỏi chứ bộ viết bài đó năm nào. Thì như Thúy Anh vừa nói, giai điệu hoàn thành năm 11 tuổi. Thì thưa quý vị, vào một cái mùa hè, thì ba Quốc Dũng mới cho Quốc Dũng số tiền và cho đi chơi Đà Lạt. Thì lên ở nhà ông bác, ở trên đó có 15 ngày thôi. Nhưng mà hàng xóm, Thúy Anh vâng, là có mỗi cô hàng xóm bé bé, cũng chạc tuổi. Thì lâu lâu thì cứ đứng hàng xóm nhìn qua rồi hai người nói chuyện với nhau là bộ tên gì, chỉ có thế thôi. Câu chuyện thì lâu lâu buổi sáng ra chào nhau chứ. Thế thì tự nhiên giống mà sau cái cuộc gặp gỡ đó, thì khi tôi về nhà thì tự nhiên có một cái hôm tôi nhớ tới những ngày Đà Lạt và tôi nhớ cái hình ảnh cô bé đó. Thì lúc đó nó ra cái giai điều đó. Quý vị thấy, và tôi mới hỏi thêm, thế khi mà bộ viết ca từ đó, bộ đã có từng xúc động ai chưa? Thì ông Dũng nhà tôi, ông ấy nhổ râu này. Wow. Tôi hồi đó biết yêu đâu là gì, là sao biết. Không biết yêu gì chứ. Bởi vậy mà ông, tức là quý vị thấy, cái hồn nhạc của Dũng, nó có từ trong tâm hồn của Dũng khi cái tuổi còn thơ. Đó là cái câu chuyện về Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa. Vâng, thưa quý vị. Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thưởng thức một giọng hát nữa. Và chắc là nãy giờ quý vị cũng chờ đợi tiếng hát này. Em mời anh giới thiệu. Vâng. Trước khi mà giới thiệu ca khúc này thì chúng tôi nhớ đến
4 câu thơ của nhà thơ Cao Thầy Châu. Chiều nay tôi vừa tiễn một người, có điều gì mất đi trong tôi? Lúc qua đèo tôi nhủ mình như thế, lệ có bào mòn, núi cũng không nguôi. Quý vị thấy không? Tâm trạng mất mát nó rất là kéo dài, nó dằng dặc và nó rất là sâu trong tâm hồn của những kẻ đứng chứng kiến cho cuộc đời mình một cuộc phân ly. Và cái tâm trạng đó, đó quý vị sẽ tìm thấy trong ca khúc sau đây với một tiếng hát rất ngọt ngào, rất nồng nàn. Chúng tôi xin giới thiệu Nỗi Đau Ngọt Ngào qua tiếng hát của Nguyễn Hồng Nhung. Thưa quý vị. Dạ, em xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Vũ Nhung xin gửi tới quý vị lời chào thân thương nhất, thưa quý vị. Kính thưa quý vị và tất cả những người anh chị em nghệ sĩ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, đó là một điều hết sức vinh dự, tại vì là ai cũng có một cái nỗi niềm với nhạc sĩ Quốc Dũng, thưa quý vị. Và sự ra đi của nhạc sĩ Quốc Dũng đã là một cái sự mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam, và đặc biệt là âm nhạc của hải ngoại trước năm 1975. Thực ra thì Nguyễn Hồng Nhung là một trong những lớp ca sĩ tiếp nối với những cây đa cây đề. Thì Nguyễn Hồng Nhung cũng, mặc dù bây giờ tuổi đời thì sau 20 năm hoạt động văn nghệ ở tại hải ngoại và sống ở trong vòng tay yêu thương của quý vị, thì chắc chắn là Nguyễn Hồng Nhung đã rất là may mắn khi mà được hát những dòng nhạc của tất cả các vị nhạc sĩ trước năm 1975. Và có lẽ là để biết đến âm nhạc của năm 1975 thì Nguyễn Hồng Nhung sẽ xin dành lời tri ân đến nhạc sĩ Quốc Dũng và người bạn của nhạc sĩ Quốc Dũng, đó chính là sư phụ, là người thầy. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Nguyễn Hồng Nhung có một người thầy. Sau khi mình tốt nghiệp trường âm nhạc thì mình lại có một người thầy dạy mình trong nghề phải hát và phải cảm về âm nhạc của thời xưa như thế nào, chứ không phải là đem những cái mà mình học được ở trong trường để mình áp dụng trong đời sống. Tại vì lúc đó thì Nhung mới chỉ có 21 tuổi thôi, và bây giờ đã là hơn 40 tuổi rồi. Và người thầy này không ai xa lạ, thưa quý vị, có mặt trên sân khấu này, nhạc sĩ Nguyễn Quang, con trai của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, thưa quý vị. Nguyễn Hồng Nhung gọi là sư phụ, thưa quý vị. Nhờ nhạc sĩ Nguyễn Quang mà Nguyễn Nhung đã có được cái đĩa CD đầu tay trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình, đó là Niềm Đau Đã Qua, với những nhạc phẩm như là Thương Nhau Ngày Mưa, Niệm Khúc Cuối, Đường Xưa của nhạc sĩ Quốc Dũng, rất rất nhiều những nhạc phẩm nằm trong album đó. Và sau album đó thì như một định mệnh, Nguyễn Nhung đã được sang trình diễn tại Mỹ và ở lại đây để được hát và được vào trung tâm Asia của nhạc sĩ Trúc Hồ, được đến với quý vị qua những nhạc phẩm Bất Hủ. Và sau đó là bây giờ đã được Trung tâm Thúy Nga đón nhận và cũng như là cộng tác cùng. Đó là một điều may mắn của một người nghệ sĩ, còn phải nói là rất là nhiều những cái điều chưa thể hoàn hảo được. Nhưng mà đối với một cuộc đời Nguyễn Hồng Nhung thì mình là nghệ sĩ thì mình đã may mắn rồi. Mình nợ ân tình của những người thầy, nợ ân tình của vị tổ nghiệp của mình, nhưng mà nợ hơn là những tình yêu thương của quý vị đã cứu mang. Trong Nguyễn Nhung đã có được 20 năm ở tại nơi đây để được đứng trên sân khấu này một lần nữa để hướng về tất cả những vị cố nhạc sĩ đã ra đi. Và xin quý vị hãy dành một phút tưởng niệm để chúng ta cùng im lặng và chúng ta sẽ hướng về sự ra đi của nhạc sĩ Quốc Dũng. Được không ạ? Được không quý vị? Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin gửi tới nhạc sĩ Quốc Dũng một niềm tiếc thương vô hạn và sâu sắc nhất. Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ sẽ là một nhạc phẩm mà chưa bao giờ Nguyễn Hồng Nhung được hát ca khúc này. Và đây là lần đầu tiên. Hy vọng rằng là nhạc sĩ Quốc Dũng ở đâu đây sẽ phù hộ cho Nguyễn Hồng Nhung trình bày ca khúc này suôn sẻ. Dạ, ca khúc
nỗi đau ngọt ngào. Xin mời quý vị cùng lắng nghe câu này ngay sau đây. Xin cảm tạ quý vị rất nhiều, thưa quý vị. Yeah. Giờ em đã mất những phút vô tư thuở nào, từ khi anh đến mang những yêu thương nồng cháy, để khi em biết đã cách xa anh thật rồi thì bao thương nhớ nay đã không bao giờ vơi. Ôi biết bao lời đã trên miệng đời đã xua tan giấc mộng lứa đôi. Em vẫn mơ hình bóng anh yêu suốt đời, dẫu không bao giờ đến bên người. Từ khi em biết em đã yêu anh thật nhiều là khi em biết bao đắng cay trong tình yêu, làm sao vơi bớt những tiếng yêu thương ngọt ngào cùng bao hơi ấm giây phút đôi ta gần nhau. Em trói tim mình giữa nỗi đau ngọt ngào, đã theo em mãi tận chốn nào. Cho dẫu ta đã cách xa nhau suốt đời, những dấu yêu còn mãi không rời. Giờ em đã mất những phút vô tư thuở nào, từ khi anh đến mang những yêu thương nồng cháy, để khi em biết đã cách xa anh thật rồi thì bao thương nhớ nay đã không bao giờ vơi. Ôi biết bao lời đã cay trên đã xua tan giấc mộng lứa đôi. Em vẫn mơ hình bóng anh yêu suốt đời, dẫu không bao giờ đến bên người. Sẽ không bao giờ đến bên người, cho vẫn mơ hình bóng anh yêu suốt đời, giấc mơ bao giấc mộng lỡ đôi. Em vẫn mơ hình bóng anh yêu suốt đời, sẽ không bao giờ đến bên Trung Nghĩa. Dạ. Xin cảm ơn ban nhạc rất nhiều.
Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Và thưa với quý vị, càng về khuya, chúng ta nghe nhạc của nhạc sĩ Quốc Dũng, chúng ta càng thấm thía cái tài hoa, sự tài hoa của anh. Và khi còn sinh thời, nhạc sĩ Quốc Dũng cũng đã từng thổ lộ anh là một người rất dễ rung động trước phái đẹp. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì anh là một nhạc sĩ. Anh vừa sáng tác nhạc, anh vừa có thể sử dụng rất nhiều nhạc cụ. Anh là người học nhạc chuyên nghiệp. Anh tốt nghiệp thủ khoa của Trường Quốc gia Âm nhạc về bộ môn nhạc Tây Phương. Thưa quý vị, tất cả quyện tròn trong tài hoa của nhạc sĩ Quốc Dũng. Và sự tài hoa đó đã đi theo cuộc đời của anh. Để rồi một lúc nào đó, anh lại ngậm ngùi nhớ về một khuôn mặt xinh tươi nào đó trong cuộc đời anh đã cảm mến. Hay một khoảnh khắc nào đó đã đi qua trong thời niên thiếu, thời thanh niên của anh. Thưa với quý vị, có một ca khúc đã diễn tả suy nghĩ và cảm xúc đó. Đó là Du tình, du tôi giấc mộng. Du tôi giấc mộng sẽ gửi đến quý vị bây giờ qua một tiếng hát. Thưa anh, tin chắc rằng quý vị sẽ rất hài lòng. Người ca sĩ rất dễ thương và đã đến từ rất sớm. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Ngọc Hạ. Ngọc Hạ xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị trong chương trình tưởng niệm anh Quốc Dũng hôm nay. Xin cho Ngọc Hạ cảm ơn cố nhạc sĩ Quốc Dũng. Anh đã mang đến cho đời lời nhạc, giai điệu như những bông hoa tươi xinh nhất. Với riêng Ngọc Hạ, ca khúc Đường Xưa, anh đã làm cho con tim Ngọc Hạ rung động rất nhiều lần trên chương trình của Trung tâm Thúy Nga về thể loại nhạc tình. Hôm nay anh đã đi xa rồi. Em xin ru anh một lần cuối với ca khúc Ru Tôi Giấc Mộng. Mong anh được giấc ngủ bình an. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Em đêm trên con phố xưa, nhưng trưa hè lặng yên dưới cơn mưa. Hãy cho tôi gặp người xưa dấu yêu, đã bao chiều cùng tôi sánh vai, dìu nhau bước trên con đường lá rơi. Những đêm hẹn hò nhau duyên
dòng đời lặng lẽ trôi. Hãy cho tôi tìm gặp trong giấc mơ phút em đêm tuổi thơ đã xa, ngàn hình bóng thân yêu khó phai nhà. Dù ngày mai vẫn thanh thang buồn tây, càng thêm xót xa trong kỷ niệm, chỉ còn lãng quên khi ngủ. Xin cảm ơn anh nhạc sĩ Nguyễn Quang và anh Hoàng Công Luận. Thank you, sự yêu thương của quý vị. Vâng, cảm ơn tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hạ. Thưa quý vị, chắc là quý vị cũng đồng ý với Thư An rằng trong cuộc đời, cái gì cũng có một cái duyên. Ngày hôm nay, khi Thư An đứng trên sân khấu này trong buổi tưởng niệm nhạc sĩ Quốc Dũng, Thư An đã hân hạnh có cái duyên được gặp gỡ tất cả quý vị. Và nói về dòng nhạc của nhạc sĩ Quốc Dũng, chúng ta hay nghe những ca khúc thơ của Nguyễn Đình Cường hay là nhạc của Nguyễn Đình Cường. Và thưa với quý vị, mối duyên đó thật là tuyệt vời. Là vào năm 1990, lúc đó thì, thưa quý vị,
Nhạc sĩ, lúc đó anh là một nhà thơ. Trước khi mà anh đi ra ngoại quốc thì anh có làm một tập thơ và anh có đến gặp nhạc sĩ Quốc Dũng. Và để chọn cái phòng thu thôi. Và lúc đó thì một người khác sẽ là người bấm máy. Nhưng mà lúc đó thì anh lại bất ngờ anh bị ốm. Và nhạc sĩ Quốc Dũng tuy rất là bận rộn nhưng đã hẹn để thu cho nhạc sĩ cho anh Nguyễn Đình Cường. Thì anh phải tới để bấm máy. Và rồi khi mà bấm máy nghe các nghệ sĩ ngâm thơ của tác giả Nguyễn Đình Cường hay quá. Anh suy ngữ, anh Nguyễn Đức Cường hay quá. Thì thưa với quý vị là mọi người, lúc đó anh Quốc Dũng, anh chắc có lẽ là cũng vừa nhổ râu, mặc dù không có râu. Anh nói tại sao thơ hay vậy. Và rồi sau khi thâu xong thì anh có gặp thi sĩ Nguyễn Đức Cường. Và anh nói rằng là anh có bao giờ anh viết lời cho bài nhạc chưa? Và sau đó thì nhạc sĩ Quốc Dũng đã nhờ anh viết lời một bài hát. Chỉ sau một đêm thôi, thi sĩ Nguyễn Đức Cường đã hoàn thành bài Đêm Chia Xa. Và tiếp nối sau đó là những ca khúc như là Hoang Vắng, rồi Hạt Mưa và Nỗi Nhớ, rồi Đường Xưa, rồi Huế Đêm Trăng, vân vân. Thưa với quý vị, họ trở thành bạn thân của nhau. Và hôm nay, thi sĩ, nhạc sĩ, bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường đã cùng với ban tổ chức để thực hiện một chương trình tưởng niệm thật trang trọng hôm nay. Thưa anh, xin hân hạnh giới thiệu quý vị, MC Nguyễn Đức Cường. Cảm ơn Thúy Anh. Và phải nói là cảm ơn đời sống và cảm ơn Quốc Dũng đã cho tôi hiểu thế nào là một cái tình bạn tâm giao. Thế đúng như Thúy Anh nói, tất cả mọi sự là do duyên. Và chúng tôi có được một cái duyên lành để mà thân với nhau, hiểu nhau, quý trọng nhau và cùng làm việc với nhau trong âm nhạc. Vâng thưa anh, chúng ta có một ca khúc rất đặc biệt để gửi đến quý vị bây giờ. Anh có thể chia sẻ cho quý vị biết sự ra đời của ca khúc đó như thế nào? Mời anh. Bài thơ Đường Xưa, thưa quý vị, chúng tôi viết vào năm 1977. Và sau này mới biết là cũng vào cái thời điểm đó, năm 1980, thì Quốc Dũng sáng tác giai điệu. Cho đến thời gian sau, khoảng hơn 10 năm sau, thì như chúng tôi nói, chúng tôi vừa thưa đó, là anh em gặp nhau và trở thành bạn tâm giao. Thì có một hôm chúng mới nói chứ, cái ca khúc này tôi viết lâu rồi, nhưng mà không hiểu tại sao cái lời nó chưa có hình thành được. Thôi thì Cường coi xem có thể có cái bài thơ nào. Thì thưa quý vị, nó lạ lắm. Tất nhiên là những nhạc sĩ khác, chúng ta, những nhạc sĩ Việt Nam khác có nhiều giai điệu rất là hay. Nhưng mà riêng với nhạc Quốc Dũng ấy, nó như là một cái lời hẹn mà đấy. Thế khi mà Dũng cho mình nghe một giai điệu thì lập tức trong đầu mình ấy, nó nảy ra một ca từ. Nó rất là nhanh. Và vì thế mà bài thơ Đường Xưa đã được đưa vào cái giai điệu đó để trở thành ca khúc Đường Xưa mà quý vị yêu quý cho tới ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, ban tổ chức đã chọn ca khúc Đường Xưa để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay. Và xin quý vị, chúng ta sẽ coi như là bài cuối để tất cả chúng ta cùng hướng lòng về nhạc sĩ Quốc Dũng trong ca khúc Đường Xưa này. Và trong gian phòng ấm cúng của The Bell, chúng tôi sẽ hạ đèn, dim đèn xuống thật êm, thật dịu. Và sau đó thì mỗi chúng ta thấy là có những cái đèn cầy phóng, thưa anh Cường ạ. Thưa quý vị, ngay khi được tin Quốc Dũng mất do nhạc sĩ Bảo Trấn báo chúng tôi thì tự nhiên cái lòng nó trùng lắm. Và tôi vội vàng cái cảm xúc, tôi viết 4 câu thơ thôi. Và trước khi chúng ta đi vào ca khúc Đường Xưa thì cho phép chúng tôi được đọc để cho người bạn chúng tôi nghe.
nhạc sĩ Quốc Dũng. Đã nhủ lòng ta giấc mộng này chỉ là hương nhạt với hoa phai, mà sao ngơ ngác mùa thu cuối, mây trắng ngàn năm, mây trắng bay. Thưa quý vị, Quốc Dũng của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng lòng, cùng nghe lại đường xưa và cùng gửi đến anh một cái lời tiễn biệt. Anh đi trên cái con đường mà từ đó ngày xưa anh đã đến với chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe với tiếng hát. Thưa quý vị, đường xưa một lần nữa nghe như một ca khúc thật liêu trai. Và đường xưa là một núi tiếc khi người ra đi và người ở lại vẫn còn dõi bóng theo sau. Đường xưa sẽ thật nức nở để gửi đến quý vị bây giờ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Liên. Và thưa quý vị, đèn trong căn phòng sẽ hạ xuống. Đèn trong căn phòng sẽ hạ xuống và chúng ta sẽ dùng cái phone của mình. Xin quý vị cho phone của mình lên ánh sáng. Đó là ánh sáng để chúng ta chào nhạc sĩ Quốc Dũng của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ đường xưa và tiếng hát Diễm Liên. Thưa quý vị. Thank you.
duyên. Em trong ngóng anh môi hiền, hỡi em ngọt ngào sao hoang vắng. Xót xa này từng đêm thao thức anh đong đầy, đêm vẫn là những đêm hao gầy. Rồi ta sẽ bước trời bay khi người khuất xa chân trời, sẽ hấp hối trong đêm mù khơi, sẽ thấy bóng tôi vây từng nỗi đau xanh ngời, xa vắng rồi những khi bên. Quý vị, chương trình tưởng niệm nhạc sĩ Quốc Dũng đến đây đã kết thúc. Chân thành cảm tạ tất cả các quý vị đã ở lại đây cho đến giây phút chót. Ban tổ chức tin chắc rằng hương hồn của nhạc sĩ Quốc Dũng sẽ rất hài lòng, sẽ rất hạnh phúc với buổi tưởng niệm ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn các ca nhạc sĩ vẫn còn ở đây với chúng ta. Và thưa quý vị nhạc ca sĩ đang lên đây chào tạm biệt quý vị, và một lời cảm ơn quý vị đã đến đây cùng với chúng tôi, gửi đến Quốc Dũng những tình cảm thân yêu nhất. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin cảm ơn. Xin kính chào tất cả quý vị. Mong là quý vị nhớ lái xe thật cẩn thận. Cảm ơn quý vị.